gái nhờ con, được cái bài nhiều. Tổng cộng là 3 lần lận, và đây là lần thứ tư thứ năm chứ không phải lần đầu may.
bộ này 240 ngàn. Rồi mấy chị yêu ơi, chốt giùm cho em bộ đùi với. Bộ đùi có tổng cộng 4 size. Bộ này cực kỳ đẹp, cổ tim, có tay. Sao bà Yên mặc gì cũng đẹp vậy? Ủa cái bộ này tôi bán quá trời. Bộ này hồi trưa bị lỗi này, nó bị lủng lỗ, nó bị sờn cái vải, khách không có chịu lấy á. Nó bị sờn cái vải, khách không chịu lấy cho nên để lại mặc nè. Rồi, comment lên giùm em bộ đùi nha. Bộ đùi 240 nha mấy chị. 240 ngàn hay 240 cũng được. Má tôi đang toàn gì không á. Phạm Trần một bộ nè. Phạm Trần một bộ size L. Phạm Trần hồi trưa có bill. Chị gửi áo cho em. Ai đây là Lâm Thị Tuyết Ngân. Lâm Thị Tuyết Ngân ơi, nói nghe nè. Chút nữa em trải cái áo của nè, chưa chị để cho em, để dành lại hai cái cho em rồi. Bây giờ em trải cái áo ra cho chị. Em trải cái áo, em chụp cái áo ra và em gửi liền qua cho chị. Tại vì trưa nay chị gửi hai áo mà chị sợ trùng. Em hiểu không? Cho nên là bây giờ em trải cái áo đó ra em chụp để chị coi. Nếu mà bên này không trùng thì chị gửi cái áo đó cho em làm lẹ lên ngon hơn. Like hôm nay không like nữa hả? Anh còn hai cái áo nè. Còn hai cái áo bên tường nè. Anh bỏ cho Tuyết Ngân đi, ghi là để ý Yên làm là biết rồi. Không biết chị. Tại vì ngày mai mới có thông tư chính thức nha. Còn bữa nay là mới có thông tư phụ thôi. Ngày mai mới có thông tư chính thức. Tại vì cho nên là tối nay mấy chị tập trung mua hàng, để sáng ngày mai em gửi hết bill. Là không cho bán rồi mua đồ. Không, chắc là nó cũng cho nghỉ 2 tuần ở chị Thang Lê. Cho nên chị đừng có bỏ em là được rồi nha chị. Tội nghiệp em. Đồ Yên mặc đẹp quá vậy chị Văn. Nhận đồ em chưa? Cái bộ này là cái bộ quần váy này mà tại bộ này nó bị lỗi vải rồi. Rồi chị Văn Trần Thu mua bộ này mở hàng giùm em cái đi chị. Đây đây này chị Thang Lê ơi, bộ này là quần đùi nha. Trời ơi vải rất là đẹp ha. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt bộ đen viền trắng này chốt lên giùm em. Cổ tay bình thường vẫn là ở dưới xề 2 tầng. Rồi comment lên giùm em bộ đùi đen viền trắng 240 ngàn, tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Mấy chị mua lẹ đi mấy chị ơi. Ủa hai tuần ai chơi với mày thì vô dắt chồng ra chơi bún thun đi. Đủ mẹ tao cũng buồn muốn chết đỉ mẹ đi nè. Một ngày mà không like là tao muốn chết mẹ luôn chứ đừng có nói. Rồi ai trả tiền cho con? Bi gà 80 kg gà. Ai? Dạ bộ này không phải bộ bi nha, bộ đen nha chị. Bộ đen 80 kg, ok. Cảm ơn chị Thang Lê là dễ thương. Bộ đen nha chị, đen viền trắng, nhận được rồi, mặc đẹp lắm. Chị Văn Trần Thu hút bộ này cho em. Chị hút bộ này cho em nè, Thang Lê nè. Thang Lê một bộ 240. Minh Hồ Vương một bộ 240. Lỡ ngày mai gỡ hàng đi hết, tôi còn nợ tiền ai thì cứ từ từ, tôi sẽ trả. Mua bán từ từ tôi sẽ trả, bán hàng lại tôi sẽ trả cho mấy chị đàng hoàng. Còn nếu chính phủ không cho bán tôi sẽ chuyển khoản đàng hoàng cho mấy má. Không ai ăn giật của ai hết trơn. Cho nên mấy chị mà nhất là những chị đổi trẻ đồ đó, lỡ dài chốt dài cuộc đời em có thiếu chị thì từ từ giải quyết, hai tuần sau giải quyết, không ai ăn giật của ai hết. Ok chưa? Thang Lê một bộ, Minh Hồ Vương một bộ. Rồi có chị nào chốt bộ đùi này nữa không? Có chị nào chốt bộ đùi này nữa không nè mấy chị ơi? Có chốt nữa không? Còn không chốt là em qua mẫu nha. Trời ơi vải đã lắm mấy chị. Rồi bộ đùi tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Lỡ ai comment không thấy thì mấy chị lai làng lai xóm lên giùm em nhân bớt. Ta có người hiếp dâm giùm tôi một cái. Đâu không ai nói gì luôn. Không ai đá động gì tới tôi luôn trời. Thiệt tình. Không ai đá động gì tới tôi luôn. Dạ bộ này đẹp lắm chị Phạm Thủy. Bộ này là bộ đùi. Bộ đùi nha chị. Đã chia sẻ cảm ơn Vũ Duyên. Chia sẻ đi mấy chị rồi em lên hàng sale nè. Bộ đùi. Chị nào chưa chốt bộ đùi ngày hôm nay thì chốt giùm em nha. 240 ngàn. Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu cho mau cho lẹ đi. Qua mẫu cho mau cho lẹ chút mấy lùng chụp hình này. Rồi qua mẫu đây, qua mẫu đây. Đừng ngồi chờ nữa. Chờ giống như chờ thời là không được. Khoan, chưa bán được từ từ bán. Nhớ mà chị, 240 bộ này Vũ Duyên mặc hơi bị đẹp. Bộ này mà mấy chị không mặc là chừng nào mấy chị mặc xếp nữa mấy chị. Bộ này là em nói thiệt với mấy chị là đẹp ngất ngay con gà Tây gà Mỹ luôn. Bộ đùi đây nè. Bấm nút chia sẻ em lên hàng sale nha mấy chị nha. Chứ hồi em vô hàng sale quần rin đồ mà mấy chị không chia sẻ là em không bán thôi, nói thiệt luôn á. Bán chảnh gớm lắm. Bán chảnh nên thiên hạ chữ hoài à. Dạ chừng nào xuống em đi mấy chị nha.
Chừng nào xuống em đem hả chị? Giờ mà dịch đi đâu chị? Giờ mà nậu mà không livestream là em muốn chết mẹ đi nè. Thiệt, nậu mà không cho em livestream là em muốn đi chết rồi đi nè. Không cho tôi livestream là tôi muốn đi chết rồi, đừng có nói một cái tiếng gì, tiếng thứ hai, thứ ba gì nữa hết trơn. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp đây. Em vô cái Facebook lại nè. Mừng quá giờ mới thấy hình. Trời ơi nãy giờ cái xét đùi thiệt miệng, giờ mừng quá mới thấy hình. Chút nữa cũng theo xét Phật nè. Chút nữa cũng theo xét học. Rồi vô vô xét thứ hai nha mấy chị nha. Vô xét thứ hai cho mấy chị đây. Xét thứ hai. Tôi chưa biết nó may cái gì cho tôi luôn á. Đồ cái gì? Đồ cái gì? Đồ xô chị nhiêu chế sao? Bấm chia sẻ mà không thấy hiện người chia sẻ. Em không biết cái gì? Chụp bill cho chị nha, mai làm bill chụp. Anh nói gì anh? Cái gì đồ xô chế là cái gì mấy má? Đây là bộ ngày hôm nay nha mấy chị nha. Đây là bộ ngày hôm nay. Bộ chính tóc đây. Đây là bộ chính tóc nha. Rồi chị nào chưa chốt bộ này chốt lên giùm cho em bộ chính tóc này ha. Chưa chốt bộ này thì chốt lên giùm cho em bộ này hơi bị cưng. Khi mấy chị mặc cái áo như thế này nè. Đây. Khi mấy chị mặc cái áo như thế này. Đúng không? Đó. Khi mấy chị mặc cái áo thế này. Thì đây nè. Đây sẽ là cột lên cổ. Đó là cái yếm nó đẹp ha mấy chị ha. Cái mẫu này dễ thương nè. Mấy chị tranh thủ mua bộ này nha. Bộ này là 240 ngàn. 240 ngàn bộ này nha. Chị nào chốt bộ đùi thì nói em đưa lên coi bộ đùi. Còn chị nào chốt bộ đây thì nói em dơ lên cho mấy chị coi. Rồi comment giùm em. Bộ này là quần chính tắc đen nha. Đây mấy chị. Khi mấy chị mặc lên nó sẽ như thế này. Đó. Rồi comment giùm em bộ chính tóc. Chị nào chốt bộ chính tóc, chốt cái này là chút nữa kìa. Cái này cột lên, để lên phía trên thì nha con. Chứ đừng có cột là vậy người ta không biết. Bộ này là bộ chính tóc nha. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg mấy chị ơi. Chị nào chưa chốt bộ chính tóc này hôm nay chốt giùm em. Tàu dữ ông. Có thể là coi như là mai mình không gặp nhau mà mấy chị mua kiểu vậy em cắt đi cắn thử em chết luôn thì có cho mấy chị vừa lòng luôn. Bộ chính tóc này chị nào chốt thì chốt giùm em ha. Chính tóc. Vì ngày cuối nên mấy cô nhìn gì chứ không nhìn đồ. Trời đất ơi. Đúng không? Cho cái bánh vô rồi coi. Tôi đang buồn lắm mấy chị, tôi buồn đủ chuyện rồi mấy chị, giờ vậy nữa tôi đi chết luôn á thiệt. Trời ơi coi không được, trời ơi bán không được. Trời ơi mẹ coi không được, trời ơi con bán không được. Không biết không biết. Mày đừng có hỏi nhiều quá anh ăn đụng mẹ thấy tao nói là bây giờ cái thời dịch nó không có cho bán online. Mày đừng có hỏi nhiều quá, tao đang nhức đầu quá thiệt. Mua đồ đi con quỷ sứ. Ngày mai là gửi bill hết nha mấy chị nha. Gửi bill toàn tỉnh, toàn thành phố, toàn nước. Vậy á, ê vậy á. Giờ bán gì nữa mấy chị? Hết rồi đâu còn gì nữa đâu bán. Để bộ này chút nữa con chụp hình nữa nè. Bé Lùng để cho ba làm để con đi chụp hình nè. Hoa xương đồng 100kg. Trời ơi đậu ơn chị nha chị. Đậu ơn chị hoa xương đồng 100kg. Dạ mai mới có thông báo chính thức cho nên. Nhưng mà chị biết sao không? Thì ngày mai nó sẽ có thông báo chính thức. Thì ngày mai em sẽ đi bill hết. Ngày mai sẽ đi bill hết còn hậu quả tính sau. Chị Hồng. Chứ nó ngày mai nó bàn làm một cái bực cái ở đây em xả phải 100 bill á. Em xỉu luôn á chị. Em xỉu luôn á, đồ má. Một người dịch em mà xả bill cho em mà trời ơi nó mua đòn hàng sale em không mà chị. Em xả một loài bản hồng luôn chị. Thì có không phải ai cũng như chị đâu. Rồi đây nè, chị có lấy quần lửng. Chưa nè, chút xíu nữa lên quần là chọn luôn. Bây giờ cũng biết quần lửng nằm đâu nữa. 240 ngàn. Hello gái. Đây nè. Kêu 240 ngàn rồi mà sao ông hoài không? Có 240 phải không? Cái này luôn. Điện thoại lên con. Con chụp lên. Chụp con chụp hình xấu quá cái vô trọng ơi. Con mới lên màu quá nha. Bán xong rồi mấy chị. Giờ mình ngồi mình tâm sự đi. Mình ngồi mình tâm sự ngày cuối đi mấy chị nha. Mấy chị ok không? Ok đi. Mình tao vậy luôn đi. Ok cho ba má nó chết, chết phèo luôn rồi mấy chị. Thiệt. Chị cái gì quên rồi gì chị Hồng
Chị lo chị có thể làm ơn chị hút giùm em bộ này đồ em, chị thấy mới không cho bán đồ ăn không cần thiết rồi. Không có. Cũng biết để coi thử tình hình ngày mai sao, nhưng mà ngày mai vẫn đi bill đủ má, mình phải đi trước cho. Mình không đi đi trước sẽ ở đây 100 bill cái tôi ói lòi luôn á. Chị Nasu Hồng, chị Nguyễn Hồng hút cái bộ này đây chị. Đù má cái bộ này nó đẹp tàn canh luôn chị. Bãi đẹp nhẹ nhàng ghê lắm lòng. Chị nào chốt bộ đùi chốt lên giùm em. Rồi y dạ. Chốt nữa em nhìn mấy chị, rồi mấy chị nhìn em từ đây tới tấu xong. Rồi bây giờ lên bộ sale nè. Má nào chia sẻ bán nha. 200 ngàn sale còn 145 ngàn mà tôi không bán 145 ngàn, tôi bán 150 ngàn. Chút nữa còn một bì áo sơ mi vàng tôi tặng cho mấy chị luôn, tôi hết muốn bán rồi. Chút nữa bộ Burberry sale luôn. Nói chung là bộ gì tôi cũng sale hết trơn. Rồi Burberry nhiêu ta, 200 hay sao á? Chị có chữ gì không? Bộ đùi 85 kg của chị Nguyễn Hồng nè. Đúng rồi đó, đúng má thiệt, phải thiệt, phải vậy á Thủy à. Chứ không tao xỉu là mày đi thăm nữa. Bất Thủy một bộ. Ủa lộn. Minh Su Hồng một bộ. Minh Su Hồng một bộ. Mai em gửi bill của chị Hồng qua cho con ship luôn. Có gì chị tự động chị chuyển khoản em ơi. Rồi tôi còn một bao Burberry nè, tôi sale luôn. Lưu ý Burberry này vải không coi quần, vải quần không coi giãn nha. Burberry này vải quần không coi giãn. Vải quần không coi giãn nha mấy chị nha. Cho nên lưu ý giùm em. 200 ngàn sale còn 140 ngàn. Em sale cho hết hàng, em sale lỗ làm ơn đừng có ầu ơ dí dòng. Chứ em nha. Đây mấy chị ơi. Bộ này sale cho mấy chị còn 140 ngàn. Coi giùm tôi một cái. Dưới 73-74 kg, dưới 85 kg và dưới 95 kg. Rồi đây quần không coi giãn nhưng mà quần may theo form baggy nha. Cho nên rất là cưng. Bộ Burberry còn 140 ngàn. Chị nào chốt Burberry gì ạ? Ai? Nói gì đâu? Gì có? Không bán nữa nè, tâm sự ớ mà má bán ớ quá. Mình thấy mấy bà mua giùm tôi cái má tôi kêu gà không bán nữa nè, đi tâm sự về mấy má mua giùm con cái cái má tôi là bà cũng sợ tôi coi như là không có tiền ăn kìa mấy má à. Kỳ Anh một bộ Burberry, Burberry một bộ để kiếm thấy lời cho Kỳ Anh nha nè, tranh thủ đi mấy má, tranh thủ giùm tôi cái đi mấy má. Bà ơi ai xem nè, Burberry của Kỳ Anh nè. Kỳ Anh một bộ 140. Nguyễn Ngọc Yến một bộ 140. Trời ơi, đừng có bao cắm bán, tôi bán giùm cái mỏ tôi một ngày không nói là coi như động trời động đất luôn á mấy má ơi. Thiệt chết thiệt đó chứ. Không giỡn đâu nha. Tôi má kiểu này chết tôi rồi. Chết rồi. Má nó cắm tôi thiệt ác thiệt đó chứ. Nguyễn Ngọc Yến một bộ 140 nè. Nguyễn Ngọc Yến bộ 140, chị Tài Lê nhiêu ký không? Giờ lấy size dưới 84, 83, 84, 85 kg hay lấy size dưới 95 kg cho chị Tài Lê ha. Ai? Ai chốt Burberry? Chốt lên giùm tôi. Candy Anh một bộ 90 kg của Candy Anh. Candy Anh một bộ 140 của Candy Anh. Tài Lê đang ngồi ở xuống sớm đi em mua đồ đi. Đang ngồi xuống sớm đi chị. Chưa gái ơi, chưa được gái ơi. Đang lên từng bao đồ gì. Tao không có like theo yêu cầu đâu. Giờ mà bắt tao đứng dậy tao đi quần quần nữa, tao đi chết còn hơn nữa, tao nói thiệt á. Mua một bộ Burberry mua giùm size em. Thêm một bộ Burberry mua giùm size em. Ào vậy đi Kỳ Anh ơi. Tao sắp đổ nợ Kỳ Anh 140 nè. Đó. Có con lấy đen viền trắng nha cô. Con lấy đen viền trắng nha cô. Nhiêu ký vậy Ngọc Thu, bộ 240 phải không? Lên xuống ký đi. Lên xuống ký đi con ơi. Giờ con mua giờ con cũng bé đó. Tài Lê một bộ nè. 80 kg của Ngọc Thu là bộ 240 phải không? Bộ 240 đúng không? Rồi Minh Xu chờ em chút. Ờ thì bây giờ nó mà đã cấm tôi bán online một cái mỏ tôi nói thiệt. Cái mỏ tôi chết luôn rồi, tôi sống không có nổ đâu mấy má. Tôi nói thiệt á. Ồ, nó cấm tôi bán live stream một cái là tôi đi chết luôn. Ngọc Thu 80 kg. Gì đúng không?
Ngọc Thu lấy bộ này đúng không? Lấy bộ này đúng không? Lấy bộ bộ đen viền trắng không? Lộn đồ mẹ đặt cũng lộn nữa. Ngọc Thu bộ đen viền trắng đùi nè. Lên địa chỉ kèm số điện thoại Ngọc Thu ơi. 240.000 Ngọc Thu. Cài lê quăng ra chưa? 80kg có rồi nha Ngọc Thu nha. Có rồi. Thái Nguyên màn cửa một bộ bức phô rì nè. Bộ này là tôi nói cho mấy chị nghe nha. Hàng sale là tôi không cho đổi trả đâu nha. Bằng bất kỳ mọi giá nào đó. Thái Nguyên màn cửa một bộ nè. Thái Nguyên màn cửa một bộ. Ngọc Giang thành phố một bộ. Trăm tư. Inbox địa chỉ số điện thoại Ngọc Thu ơi. Rồi qua Nít Ý Yên nè. Ai cảm ơn chị lành nha. Cảm ơn gái em vô cho chị xem. Lấy bộ Buckery 85kg cho Nguyễn Hồng. Gái chờ gái vẫn còn bộ cho Nguyễn Hồng. Rồi Nguyễn Hồng một bộ trăm tư hết. Mỗi lộn còn một đùi giống phải hết lộn. Rồi chị nào chưa coi Buckery coi lên lại Buckery nha. Chị nào chưa coi Buckery lên lại Buckery lần nữa. 200 sale phòng 140.000. Em có size dưới 73-74kg, dưới 85kg và dưới 95kg. Nhưng mà hình như 85kg là hết rồi. Lưu ý quần không co giãn. Quần made in form baggy không co giãn nha quý vị ơi. Nhưng mà áo cực kỳ đẹp, áo phủ mông luôn. Áo rất là đẹp. Rồi chị nào chốt bộ này chốt lên giùm cho em. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm cho em nha. Chốt lên giùm cho em bộ Burberry này. Buckery mấy chị ạ. Chị nào chưa chốt bộ Buckery này chốt lên giùm cho em Buckery nha. Chốt lên giùm em rồi. Còn bao nhiêu bộ? Còn vài bộ thôi. Nhưng mà hết size dưới 80kg rồi. Chua ca một bộ nè. Chua ca một bộ 140.000. Có quần rinh đào cẩm tú. Mày ngồi đây từ đây tới cuối live tao cũng sale hết. Ngày mai sale banh chành để đi hàng luôn. Chuẩn bị vô một cái bộ hàng, hàng mát. Cái bộ này là em bán 200.000 mà coi như không lời bao nhiêu cuối cùng bây giờ. Nói chung là em không thích đụng chợ, em không thích bán hàng cái kiểu tụi trên mạng. Cho nên là giờ em sẽ đi hết. Chưa có sơ mi co giãn bé yêu à. Rồi bóc đi khai chốt nữa. Của ai vậy? Cái gì tên gì tên gì? Ngọc Giang áo lấy rồi. 82kg đúng không? 140 loại 140 đúng không? Rồi lấy rồi. Ủa nãy giờ Candy anh lấy bộ bóc đi 90kg chưa? Có lấy cái gì rồi đó. Đây nè, 140. Rồi có rồi. Rồi bây giờ sẽ vô bộ này cho mấy chị nè. Này, cái bộ tôi ghét cây ghét trắng nè. Trời ơi, vải nó không vải đó. Đẹp. Em nói chị là đẹp ngang. Đẹp mà coi như ngang ngửa em á. Bộ Burberry này không có tên đâu nha. Bộ Burberry này là không có tên, không có tuổi đâu nha. Này, chị Nguyễn Hồng lấy thêm mấy bộ này nè. Em nói thiệt là chị Nguyễn Hồng nên lấy thêm những bộ này nha. Em nói thiệt đó chứ không phải nói giỡn đâu. Những cái size em đang cầm là dưới 80kg. Những cái size em đang cầm là dưới 80kg. Từ từ tôi coi cái size tôi bán cho mấy má nha. Dưới 80kg. Dưới 80kg. Tất cả những bộ thun lạnh này đều dưới 80kg. Nhưng mà mấy chị ơi, vải rất là mát và mát cực kỳ. Vải mát lắm. Vải mà mấy chị đụng vô là mát rồi rồi luôn. Vải này mấy chị đụng vô là mấy chị chết con gà mấy dầu luôn á mấy chị. Đây nè. Rồi mã xích nha. Nè mấy chị coi vải nè đó. Vải nè. Nhưng mà nó mát cực kỳ. Những bộ này đều dưới 80kg. Quần giống như legging nha. Quần y chang là quần legging. Rồi đây mấy chị yêu ơi. Bộ này sale cho mấy chị còn 150.000. Bộ này là 200 sale còn 150. Và lưu ý cho tôi một phát. 150.000 bộ dây xích dưới 82kg. Bộ dây xích em còn 2 bộ. Bộ dây xích. Ai hút thuốc vô đây hay sao vậy? Má vô một luồng hút nó vòi le luôn á. Cái gì mắt chim? Cái gì là mát chim Nguyễn Ngọc Mỹ không hiểu luôn. Chị máy bay giá tốt từ từ chốt để chút nữa em lên bộ size lớn hả chị? À Burberry á hả chị? Rồi Burberry của chị máy bay giá tốt nè. 140.000 của Burberry của máy bay giá tốt. Rồi comment giùm em bộ xích. Bộ xích em có 2 bộ nha.
dây xích. Chị Nguyễn Hồng cho chúng em mấy bộ này, chị đừng chốt, để chúng em lấy mấy bộ là từ 80 tới 100 ký chị hãy lấy. Bộ đây là bộ phi la, mấy bộ đây rất là mát luôn. Bộ dây xích của Nhung 550 nè. Dây xích của Nhung 550 nè. Kiều My 75 ký của Kiều My là bộ Burberry phải không Kiều My? Rồi Kiều My inbox cho chị em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Kiều My inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Kiều My ơi. Kiều My 140 ngàn của Kiều My. Không, để em lấy cái mẫu cái này mà size lớn nha chị. Đây là bộ Fila. Chị nào chưa chốt Fila chốt lên giùm cho em Fila nha. Xích dưới 80 ký của chị Giang Võ nè. Giang Võ 150 ngàn. Rồi Kiều My inbox cho địa chỉ kèm số bộ. Bộ này mặc cực kỳ sướng. Chị nào đã chốt bộ này thì cực kỳ sướng. Rồi comment giùm em Fila dưới 82 ký Fila. Quần nó là một cái kiểu quần legging nha. 200 sale còn 150, còn được mười mấy 20 bộ bước mẹ hết đi mấy chị. Đây dưới 82 ký cầm em khủng lắm. Cái gì? Mỹ Hồng. Sao? Lấy gì xích được không? Trời ơi, nãy giờ 3 lần rồi. Đây nè mấy chị ơi. Bộ đây là bộ khủng long nha, cái quần giống như quần legging vậy đó. Bộ khủng long dưới 8, nói chung là mấy mẫu này đều dưới 82 ký hết ha. Đó, Kiều My inbox địa chỉ số điện thoại liền giùm chị nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Đây mấy chị coi giùm em nha. Đây là bộ cây đàn. Hình như bộ cây đàn này hổm giờ không có bán bộ nào. Nó bị lạc lỏng đâu vô một bộ cây đàn. Chị nào chốt cây đàn chốt lên giùm em cây đàn. Giùm em vô cây đàn nha. 200 ngàn sale còn 150. Comment lên giùm em. Chị nào bị ổn comment thì mấy chị la làng lên sớm lên giùm tôi cái mấy chị ơi. Thương giùm cuộc đời tôi với. Bộ con công. Ngày hôm nay bán bao này nữa. Bỏ chung đơn Kiều My nào chị. Rồi Kiều My bỏ chung với mấy bay giá tốt đây. Đây nè mấy chị ơi, đây là bộ con công. Đây là bộ con công nha. Chi Nguyễn quận 9 bộ Fila. Chi Nguyễn quận 9 150 nha. Đây là bộ con công đẹp lắm chị Chi. Đây là bộ con công. Đó dưới 82 kg bộ con công nha. 60 tới 82 kg vừa. 60 tới 82 kg vừa. Còn má nào mà coi như mà mua hàng sale cho đã rồi xả hoặc là mùa dịch thế này thế kia thì làm ơn. Đủ má búng như con tôm giùm tôi cái, búng thun giùm tôi cái đi nha. Còn má nào mà bơm hàng tôi cũng búng giùm cho tôi mẹ luôn đi. Bán ít cho nó chắc. Bộ khủng long của chị Giang Võ 150 ngàn. Giang Võ 150 ngàn khủng long cho em bộ con công của Nguyễn Ngọc Yến của bộ trời bộ con công đẹp quá. Nguyễn Ngọc Yến bộ con công. Đúng rồi. Đây. Nguyễn Ngọc Yến bộ con công 150 ngàn Ngọc con công. Bộ con công 150 ngàn. Bộ khủng long vẫn còn nha mấy chị nha. Bộ khủng long vẫn còn mấy chị ơi. Bộ con nhím còn một bộ con nhím nha. Còn một bộ con nhím mấy chị ơi. Còn một bộ con nhím đẹp không? Trời ơi vải xuất sắc luôn. Nhưng mà cái vải nó đẹp lắm. Cái vải nó đẹp tàn canh giá mạc đây mấy chị ơi. Bộ con công. Chút nữa em sẽ lên cái bao mà 82 tới 100 ký cho mấy chị chờ chút đi. Rồi comment giùm em bộ con nhím. Bộ con nhím. Mai Mai Nguyễn. Mai Mai Trí Lê. Trí Lê bộ con nhím của Trí Lê 150 nè. Anh search giùm em cái tên Mai Mai Nguyễn đó giùm em ơi. Mai Mai Nguyễn lấy bộ con công. Rồi để bộ con công để cho Mai Mai Nguyễn sạch. Mai Mai Nguyễn ra đi anh. Mai Mai Nguyễn inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại đi Mai Mai Nguyễn. Khủng long của Trí Lê. Khủng long Trí Lê 150 ngàn. Hai cái luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi sạch giùm cái Mai Mai Nguyễn. Mai Mai Nguyễn inbox cho địa chỉ số điện thoại đi rồi chốt con công. Inbox đi chị. Đây đây con cò. Ai ai hỏi bộ cái đàn. Ai ai bé nào hỏi bộ cái đàn. Dạ không chị. Em chỉ nhớ trong tiềm thức em là có một cái nick Mai Mai Nguyễn bơm em. Chị quên rồi. Đây nè mấy chị. Mai Mai là Mai Mai Nguyễn là trời ơi. Mẹ ơi Mai Mai Nguyễn là chị của Nguyễn Hồng. Chị quên rồi. Không sợi sợi đây anh. Để chung nha. Nè để chung vô cho Nguyễn Hồng. Để chung. Em nhớ là Mai Mai Nguyễn là cái bà ở tỉnh bơm hàng em chị. Cho nên nãy giờ mẹ đặt hàng đâu thì em trả lo đâu chị. Tránh nó tránh cuối cùng đồ má bán năn nỉ lôi bản họng luôn.
Đây nè mấy chị, bộ con cà những bộ này 50 kg mặc cũng được nữa. Đây là bộ con cà, trời ơi cái bộ con cà nó đẹp lắm. Cái bộ con cò nó đẹp gơ gớm lắm mấy chị. Bộ con cò Bill chưa nhận mà nay má Yên đã có. Đúng rồi gái, ngày mai nghỉ rồi. Vi lụa ơi, ở tỉnh nó bắt nghỉ đâu, có thể là ngày mai là nó không cho bán online đó. Cả túi bà làm như tiền nhiều lắm vậy. Chảnh với em chảnh xong em đi năn nỉ người ta muốn lòi bản họng luôn á Mai. Đây Nguyễn Ngọc Yến, bộ con cò, comment giùm em con, comment giùm tôi con cò cái, đừng comment con cung. Nè Nguyễn Hồng một bộ đó, Nguyễn Ngọc Yến một bộ con cò 150 nè. Bộ này rất là đẹp ha, đẹp lắm, vải đẹp lắm nè, mua đi. Mạng yếu thoát ra vô lại gái. Nguyễn Ngọc Yến con cò chưa? Minh Su Hồng, con cò. Con cò mấy chị ơi, con cò mà đi ăn á đi mà đâu phải cành mềm mà lộn khổ xuống ngao. Xuống ngao là xuống, ngao là xuống. Đây, bộ con cáo mấy chị ơi, con cáo. Bán hết đi, bữa nay mai đi hàng rồi hậu quả ngày mai tính sau. Đây mấy chị ơi, bán hết lấy tiền ăn mùa dịch tới chết mẹ luôn. Đó thì bây giờ ngày mai vô, ngày mốt vô, bữa kia vô mua một tháng đó, tôi nhớ lại giùm cái nha mấy bà nội. Đó rồi đây nè con gì quên mất mẹ rồi. Con cáo. Chị nào chốt con cáo, chốt lên giùm cho em con cáo nha. Đó con công mặt rộng, con công mặt rộng. Chị Hương Trang nào đây? Bộ Burberry chị Giang bỏ size nhiêu ông nậu? Size nhiêu chị báo lên giùm em nhiêu ký đi. Con cò có đầu. Chị Hương Trang này nè, chị Hương Trang con công mặt rộng. Hương Trang con công. Hương Trang đây, Hương Trang con. Ơi, con đây là con cò phải con công. Ơi chị ơi, hết con cò, hết con công một con cò không chị, còn con cò với con cu không mà. Hết con đó rồi chị ơi. Hết cái con mà chị muốn ấy rồi. Cây đèn em vẫn còn nha. Ê, còn một bộ này nè. Còn một bộ này đưa lên thế này là bà Mai bà cũng hốt là thiệt. Em đưa cái bộ này lên là chị Mai sẽ hốt liền. Tăng tăng tăng. Con voi. Dạ chết mẹ. Hồi nãy chị chốt chậm quá chút nữa, chị lấy bộ khác đi, em bù lại bộ khác cho Hương Trang thành phố. Hương Trang thành phố nền đỏ. Rồi hết rồi chị, hết con đó rồi. Comment giùm em con voi có một bộ. Hết rồi, con voi có một bộ nha. Ai chưa mua bữa nay mua cho hết tiền đi, ở nhà mặc đồ đẹp trong dịch. Em cũng giái trò ngày mai đó chị, là cho những người bán đồ ăn thôi, những người bán quần áo thì phải cho bán. Tại vì nếu không cho bán quần áo mùa này là chết luôn á. Có 85 kg hai trần chờ chút nha. Nè em chốt cho Mai Nguyễn con. Chị ơi. Gì? Nguyễn Thị Linh Phan con voi. Anh kiểm tra bill của Nguyễn Thị Linh Phan đi anh. Hả? Kiểm tra sọt ra Nguyễn Thị Linh Phan giùm em. Con voi khách lấy rồi. Tròn tròn con cáo kìa. Con voi không có bộ voi trời quá trời bộ đẹp luôn. Con cò cũng được dạ ok chị con cò. Thì để em kiểm tra nè. Chốt giùm cho em con. Chốt giùm cho em con gì của chị Hương Trang đi. Lấy con voi cho Mai Nguyễn có bộ à chị à, có bộ à. Không? Biết rồi. Con cò của chị Cũ Dương. Đây hình như còn bộ con cò của chị Cũ Dương nè. Cũ Dương 150 con cò. Nè comment con cò con cu đồ cho rõ ràng. Cái nó lệch một con một cái là tôi không biết bắt ở đâu ra. Tôi chốt luôn á mấy má. Hai bộ cò với voi. Dạ bây giờ chị chốt con cáo với villa cho chị bắt con em bắt con cò ở đâu. Nè con cò với con cáo đi chị ơi. Chị chốt giùm em con cò với con cáo đi chị Hồng Hồn Thế. Hồng Hồn Thế 2 bộ 300 ngàn nè, phải dễ chịu lắm. Đang like cái con kẹt đó qua Jenny Phạm à. Đang like đồ mà đang hỏi like cái quần về vậy. Đây mấy chị ơi, con voi mammut nè mấy chị ơi. Em mặc con voi sexy tin lắm, dễ thương lắm chị ơi. Mấy bộ này cho nó vải nó đẹp đàn canh giá lạnh luôn. À tròn tròn con cáo hả à. Trời ơi nãy giờ không đọc được tin nhắn của tròn tròn luôn. Tròn tròn inbox kiểm tra địa chỉ kèm số điện thoại nè. Tròn tròn con cáo inbox cho địa chỉ số điện thoại mấy chị ơi. Con voi mammut nè mấy chị ơi. Con voi mammut dưới 82 kg nha, 60-82 kg. 200 sale còn 150 nè mấy chị nha. Mới vô đây là con cáo nè mấy chị ơi. Con cáo. Chị nào chốt con cáo chốt luôn giùm em. Con cáo quanh xuống đó thì con ơi.
Mấy chị ơi, chốt cho em con voi em được không? Chị em được rồi, Linh Phan ơi. Nguyễn Thị Linh Phan ở tỉnh ở đây, lên cái tỉnh giùm cho em cái. Nguyễn Thị Linh, tại vì mà bữa trước nó có một cái tớp ngừ mà ở tùm lum ở bơm hàng em, cho nên là giờ em phải kiểm tra. Đó, xe con cá cho tôi, đang em đưa cái bì 85 xuống nè. Con cáo. Đây, con cáo của chị Ngô Phương. Con cáo của chị Ngô Phương 150.000. Từ từ chị, em lấy cái bao con xuống là coi như em chơi. Em tự chốt cho chị mỗi thứ một bộ luôn. Chị ngồi im nó đi. Tại vì cái bao đó nó còn có 5-6 bộ à chị. Cái bộ này có tổng cộng 4 size 240.000 mới về ngày hôm nay nha mấy chị nha. Đây, mấy chị ơi, coi giùm em cái set ngày hôm nay về, set đùi mà nó đẹp bà cố nội không mấy chị. 240 tổng cộng 4 size. Comment giùm em set đen viền trắng nha mấy chị nha. Ngồi im nó đi, con voi ma bút, không ai mua con voi ma bút hết đi trời. Mấy má ơi, mua giùm em con voi ma bút với. Bộ phi la này Ngọc Anh ơi, ta bán ế mẹ luôn. Villa. Đây mấy chị ơi, con màu xanh lá hả? Trả lại, trả Ngô Phương lại cái bộ đó đi. Con voi ma mút bà nội ơi, cái con cáo nó khác cái con voi bà có phân biệt được không? Không có ôm đâu mẹ, bộ đó 100kg cũng vừa nha. Ngô Phương đổi rồi, coi con cáo hả? Ok, coi con cáo, đừng coi con cua. Đây nè chị Lê Tư, con cáo. Phơm này mặt rộng nó mới đẹp bà Nguyễn Hoàng ơi. Đây là con cáo dễ thương không? Còn một cái gì bà Nguyễn Ngọc Mỹ? Bà ngồi bà cười hoài đi bà Nguyễn Ngọc Mỹ. Bà bị cái gì vậy? Em còn đúng một bộ phi la thôi. Chị nào chốt phi la chốt luôn giùm em vải mát như con chim mấy mấy chị ơi. Phi la của chị Huỳnh Thanh Thuy 150.000. 150.000 của Huỳnh Thanh Thuy. Phi la cắt lấy rồi. Con cáo của Lê Thư ok. Lê Thư con cáo 150.000. Bây giờ mấy chị ơi, bây giờ em chỉ còn 2 bộ thôi. Là em nói cho mấy chị nghe, bây giờ em chỉ còn 2 bộ thôi. Một bộ là con voi ma mút với lại một bộ cây đàn em hát. Đây mấy chị ơi, bán ế chết mẹ ngồi cười già hoài đi mấy chị. Thì la còn không? Thì la hết rồi. Con voi còn không? Con voi hết rồi. Con cạch thì còn một con, hai con ở nhà. Con cáo còn không? Con cáo hết rồi. Đây mấy chị ơi, cây đàn. Cây đàn dưới 82kg, 60-82kg. Bây giờ chỉ còn con voi ma mút với cây đàn thôi. Chị Tri Nguyễn lấy bộ này nha. Rồi đây, Tri Nguyễn quận 9, 150.000. À, còn đúng một bộ con cò nè mấy chị ơi. Còn đúng một bộ con cò với một bộ cây đàn. Chị mỏi chưa chứ em, sáng qua chưa mỏi đâu. Dạ chờ chút xíu đi chị Mỹ ơi, cây đàn của Ngô Phương, trời ơi mình quá. Cây đàn của Ngô Phương 150.000. 100kg còn. Ây, đồ phi la còn. Ai chốt phi la? Nè lấy phi la cho chị Dung Vũ còn bill đi. Dung Vũ còn bill phi la. Phi la của chị Dung Vũ còn bill. Coi con cò, đúng rồi, còn một con cò 100kg, chờ chút nó mệt. Nói vậy mệt, không có mệt chị. Bán không được, nó còn mệt hơn. Cái đàn hết rồi nè, còn một bộ con cò nè mấy chị ơi. Đấy, còn một bộ con cò. Chị nào chốt con cò, chốt lên giùm cho em con cò với. Phi la khách lấy rồi. Mẹ đi mấy mẹ ơi, con lên hàng xeo cho. Nè còn cái túi bỏ vô cho Kỳ Anh cho nó đem. Nó đem nó đựng đồ cho con nó. Ai? Ai? Ai nãy chốt con voi? Bà nào nãy chốt con voi không? Không phải này, không phải con voi. Vy la khách thấy rồi. Con cò của Ngọc Nguyên thành phố. Tranh thủ mua đi mấy má. Bữa nay mua mai nghỉ mốt đi làm đĩ rồi. Ngày mai mà chính phủ cấm bán em chịu chết luôn. Con cò khách lấy rồi Sala. Phi la mát chim lắm, và tất cả những cỏ này đều mát chim chị. Chốt con cò khách lấy rồi, bây giờ đây còn 2 bộ gu xì. Đây 200.000 xe còn 150, 2 bộ gu xì này dưới 82kg nha. Chị nào chốt gu xì, chốt dần em chỉ có 2 bộ thôi. Nè chốt cho chị, lộn rồi. Đây con voi không phải gu xì, gu xì, gu xì. Dịch corona, nói nghe
cùng á. Chán lắm chị Trinh ơi. À, Minh Hòa Vươn một bộ 150.000. Rồi ai nữa? Dạ chị Phán Thu một bộ vu xì là hết rồi, 150.000. À còn một bộ nữa mấy chị ơi. Dạ bà nội vừa chua ca một bộ vu xì của chua ca 150.000. Tôi bán cho bún nóc để hết ngày hôm nay luôn. Mấy chị đừng có ghẹo em. Dạ tại vì sao? Tại vì em có móng chó. Thật sự là em có móng chó. Cho nên mấy chị đừng gặp em. Rồi còn ba cái còn hai cái túi sách bán luôn. Túi này quên như quên mẹ nó rồi. Dạ 380.000 nha mấy chị nha. 380.000 bây giờ. Túi này em bán cho mấy chị 300 được chưa? Được chưa mấy chị? Hàng xi lấy đồ trong cái giờ con đang lấy xuống này mẹ. Nghe mệt quá hả? Em đây bây giờ em chuyển như tiếng Phú Yên em bán cho anh Nguyễn nghe nha. À, đang bán ế cỡ nào em cũng dớt đó. Nào ngầu rảnh quấn cái dây của tao lại vậy đây. Rồi đây. Dạ xin lỗi, túi này là hơi bị đẹp ấy má. Hàng xi Nhật mới 100%. Đây, 380 còn. 380 còn hai cái sale cho mấy chị còn 200. Á lộn, 380 sale cho mấy chị còn 300, có hai cái thôi nha. Có hai cái thôi chị em bà Mai Mai quốc giùm cho em cái đi. Đó. Đổi giọng không đi ngủ ở rau rồi ra bán tiếng Phú Yên ngang rau. Ok, mua đô giùm mẹ mẹ. Bè bè mua đô giùm cho tôi mình rau rồi mai tôi ship hết cho bè nha. Biêu hết còn ngày mai có live stream hay không thì em sẽ báo cho mấy chị là ngày mai có live stream hay không nha. Ai? Gu suy khách lấy nãy giờ rồi về chốt. Uống phải chưa? Rau mai mai Nguyễn một cái là trời ơi mừng thấy mẹ luôn. Rau mai mai Nguyễn một cái sọc lớn 300.000 của Hoa Minh Chu Hồng à? 300 xe còn 300 luôn anh. 300 luôn đi. Rau 300.000 con một cái mấy chị ơi, mua xong cái này em mới bán tiếp được lần. Mua xong cái này em mới bán tiếp được lần. Rồi bây giờ lên bộ từ 82 tấm 100 ký nha. Lên bộ 82 tấm 100 ký tôi sẽ chốt cho bà Nguyễn Hồng tổng cộng là. Bộ này bà Nguyễn Hồng bà mặc riêng luôn một bộ nè. Con bôi ba mút, con kéo, con cò, con khủng long. Rào hết rào ra 4 bộ của Minh Xu Hồng 600.000. 600.000. Rào bộ này là từ 82 tấm 100 ký nha mấy chị đây. Em còn 2 bộ con khủng long. 2 bộ. Trời ơi cái túi này đẹp lắm. Men là nó rất là thân dụng luôn. 380 còn một cái siêu 300. Đó trời ơi đi. Đi nha. Bộ đây là bộ con khủng long nhưng mà bộ này là chai từ 82 tới 100 ký. Ngang 82 tới 100 ký mới má ơi. Nè 82 tới 100 ký còn một bộ. Một bộ chai lơ 82 tới 100 ký. Chị nào chốt cái bộ 82 tới 100 ký chốt lên giùm cho em nha. Chốt lên giùm em với mấy chị ơi. Hai bộ 85 ký của chị Hà Tâm, dạ âu cơ chị. Trời ơi dở thương quá chị Hà Tâm ơi. Hà Tâm ơi chị dở thương quá. Rồi đây hai bộ của chị Hà Tâm. Đây hai bộ của chị Hà Tâm 300. Chị Hà Tâm inbox cho em địa chỉ số điện thoại đi. Em khủng long 85 ký của Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Học chưa có bill nè. Học chưa có bill nè. Trăm rưỡi nha. Dạ bây giờ còn đúng một bộ mà 82 tới 100 ký là bộ con voi mammut đó chị. Bộ con voi mammut nè chốt cho chị Hạnh Mỹ còn một bộ à chị Hạnh Mỹ ơi. Chốt cho chị Hạnh Mỹ nha còn một bộ còn chị Hà xem cho em địa chỉ số điện thoại nha. Hết rồi kim tiếp bộ này chốt cho Hạnh Mỹ nè 150.000 của Hạnh Mỹ. 150.000 của Hạnh Mỹ Facebook ý em. Rồi hết rồi bây giờ chỉ còn những bộ dưới 82 ký thôi. Bây giờ còn con voi mammut dưới 82 kg là 60 tới 82 kg.
Rồi đúng rồi còn ai ơi, còn một bộ con công dưới 82 kg. Con cáo không chạy giá hết rồi, bây giờ nhà em chỉ còn con cung câu chạy nha. Bây giờ nhà em còn bộ dưới 82 kg. Bộ này người ta gọi là bộ con công nè mấy chị. Bộ con công dưới 82 kg. Chị nào chưa chốt con 82 kg chốt giùm cho em con công 82 kg và con voi ma mút dưới 82 kg. Bán hết đầu Dương Tăng thôi, bây giờ chỉ còn bộ con voi ma mút không, chỉ là một bộ con công này là hết đầu. Rồi tóm này tôi sẽ đẩy hết hàng mà tôi đẩy bằng bất kỳ mọi giá để tiền ngày mai về tôi dùng trong mùa dịch rồi xong. Chứ tiền tôi làm từ thiện hết trơn rồi, ở ngoài tôi không còn một đồng nào hết. Hả? Con công của chị Phạm Thu vậy, ok chị Phạm Thu thành phố con công nè 100 ngàn ha. Con công 150 ngàn. Bộ con cạc hết rồi mẹ. Chó quỷ ra. Dạ bây giờ con chỉ còn mấy bộ con voi ma mút thôi. Rau, còn một cái đầm này bà Nguyễn Hồng hốt đi 180 ngàn, xeo còn 90. Đó, đầm mặt ở nhà nè, rất là vải, rất là mát luôn. Rau còn một cái đầm này chốt giùm cho em cái chị. Chốt cho cuộc đời em nó khỏi lĩa lâu cái. Chốt cuộc đời cho em nó khỏi lĩa lâu nha mấy chị. Mấy chị cái chai địa chỉ xuống ngồi hết đi nè. Hết rồi chị, khủng long mà sao chị Thúy Vang hết rồi. Nguyễn Hồng 90 ngàn. Dạ ok on. Nếu mà cầm 300 ngàn nữa nè, mày đi mua cái vỏ không bao giờ được vậy đâu. Rồi tròn tròn, mai đặt cọc cái kẹo mobi 50, à khỏi 50 đi. Tròn tròn, mai giùm, mua giùm cho chị cái mobi 100 ngàn nha tròn tròn. Mai mua giùm cho cái mobi 100 ngàn luôn đi cục cưng. Em còn một bộ này, size 80 kg. 240 xeo nhẹ cho mấy chị còn 190, 80 kg đẹp không? Bộ chính tóc rồi chị nào không lấy cất luôn. Tại bộ này người ta vẫn còn đang đặt hàng mấy chị. Bộ này khách vẫn còn đang đặt hàng em. Rau hầu cưa còn mấy bộ FF size 70 tới 80 tới 72 kg. Dạ 72 tới 82 kg, 240 sale còn 140. Chị nào trưa nay chưa chốt thì bây giờ chốt cho em nha FF. Vải co giãn hết nha mấy mụ. Đây bây giờ chỉ còn đúng một size XL 72 tới 82 kg nha. Đây bộ FF chính tóc 240 sale 140 cho nó hết hàng hết tháng. Chị nào chốt bộ FF này chốt lên giùm cho em 140. Hôm nay tôi chơi cho banh nóc luôn nè. Cái nào bán còn cái nào bán không được ăn. Sao vậy á? Sao vậy nó có đổ nọ á đồ. Rớt bộ. Rớt cái đao bộ con công. Rớt một bộ con công. Lộn rớt một bộ con cò. Nè cái này chốt cho chị Hạnh nè. Hạnh gì nè. Hạnh gì quên rồi. Hạnh Mỹ, Hạnh Mỹ. Thêm bộ cho Hạnh Mỹ là thành 2 bộ nè. Thêm bộ cho Hạnh Mỹ là thành 2 bộ. 150 nè. Một phút nữa không có địa chỉ của Hà Tâm em xả bill nha. Một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại Hà Tâm em xả bill ngủ mấy mát. Nghĩ tôi chốt bằng gì, chốt bằng cái lòng tin hả mấy chị. 180 xe còn 80 ngàn. Hoa văn vàng mặt ngủ rất là mát luôn. Mặt ngủ, mặt đi siêu thị, mặt đi chợ muốn mãi đâu mấy bà mặt. Nói chung là nhiêu ký cũng có size, nhưng mà size này là còn cỡ dưới 80, 83, 84, 85 ký. Rồi comment giùm em đầm ngủ. Đầm này là 180 xe còn 80. Hoa văn vàng bộ 140 của Nguyên Phạm. Ủa em bán bộ gì 140 vậy? À đây. Bộ FF của chị Nguyên Phạm 140 nè. Chị Ngọc Thu lấy bộ này phải không Ngọc Thu? Ngọc Thu lấy bộ 140 phải không? Rồi Ngọc Thu một bộ 140. Đầm vàng của Bình Hòa Vương. Xếp bộ quần riêng còn size lớn Trinh Phạm. Minh Hòa Vương 80 ngàn.
trùng mà vàng bông ở trước cửa. Ai đang chính tắc hả chị? À, đưa cái bộ của chị Nguyên Phạm lại đi. Ủa, ai lấy bộ đen chính tắc của em rồi ta? Đưa cái bộ của chị Nguyên Phạm lại đi. Bán chị Nguyên Phạm bộ này 180 đây, đưa bộ 140 rồi. Rồi ok. Tôi nói rồi, đó hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ đi hết hàng nè. Mấy chị thấy tôi bị khuôn lắm nè. Ngầu hết tối hôm nay coi livestream đi. 90kg đầm ngủ còn nè. Anh Nguyễn ơi, hồi nãy chỉ cho số điện thoại lại, có được cho địa chỉ trên live đâu anh Nguyễn đó. Anh Nguyễn vô tôi coi đây không có nè. Anh Nguyễn nè, ở Kiên Giang. Chị Trinh Phạm lấy size 80kg là chị lấy cái gì chị ạ? Cho địa chỉ đó mà. Dạ chưa thấy chị Hà Tâm, cho lên em lần nữa đi chị. Ồ, Hà Tâm ở bên này là em search ra là không có, chị cho lên lên giùm em lại. Hồi bữa cái bao đầm vàng đó anh để ở đâu mà vậy? Rồi 90kg, 80 ngàn. Inbox địa chỉ số điện thoại và lựa thêm nha. Chứ
Bill mà dưới 100 ngàn là em xả đó. Inbox địa chỉ số điện thoại Kiều Hoi. Inbox là nhắn tin vô tin nhắn đó bà nội. Bà muốn hàng lâu nay bà còn đi hỏi bà nội. Nhắn tin đi, nếu mà cái chị Tam Tam gì đó chị không biết nhắn tin cho em thì chị hỏi mấy đứa nhỏ đó. Nhắn tin cho shop biết sai ý yên sao là người, là người là mấy đứa nhỏ đó chị nè. Em còn một... Nguyễn Thu Hương. Nguyễn Thu Hương. Gì vậy? Nguyễn Thu Hương. Ở đâu? Nguyễn Thu Hương. Cho mẹ Nguyễn Thu Hương Hà Nội nè. Kiều Hoa hai bộ luôn là sao gái? Kiều Hoa hai bộ luôn là sao không hiểu. Nè lấy thêm cái bi nữa nha Kiều Hoa. Cho thêm Kiều Hoa cái bi 90 ngàn nữa nè. Vàng hai nhịp của chị Tâm Thiện. Chị Tâm Thiện còn ngày mai là đi bill hết nha. Bill nhỏ, bill lớn, bill bé, bill trung. Ngày mai đi hết nha. Đây chị Tâm Thiện 80 ngàn. Nguyễn Huyền Đà Nẵng ngày mai là đi bill hết nha mấy chị nha. Nguyễn Huyền Đà Nẵng 80 ngàn. Nhung Lâm 80 ngàn. Dạ vô trong tin nhắn vô dùm ngón tay lên đi chị. Vô trong tin nhắn vô dùm em ngón tay lên cái. Nhung Lâm 80 ngàn. Tại em không nhớ hết chứ em nhớ là em có hỏi mấy chị làm gì vậy đó. Đâm vàng của Mỹ Dung cũ. Mỹ Dung cũ 80 ngàn. Không nhớ Thủy ơi. Ủa chị Trinh Phạm nãy giờ chốt gì à? Không chị, bên em hồi giờ đâu có mặt thử gì đâu chị không. Thu Trang này mà gọi điện đây không biết nữa. Alo. À nhớ rồi chị Trang, sao chị. Bây giờ là chương trình đã em xong rồi. Bây giờ em cho ở miền núi chị. Dạ bây giờ cô Nhận Hiền là sư trụ trì của ngôi chùa trên núi đó. Bà thôi cho gì mà nước cũng không có, phải đi chở từng mình nước. Chiều nay bà chở gạo với mì tôm đi cho mà bỏ ra xi ta vô vô trong hốc mà em cho mà cũng bị ra cũng bị chôm nữa. Ta khổ quá chị. Cho nên giờ là cho từng hộ ở trên đó. Cho nên nếu chị Trang giờ cho thì em cho trên đó chị. Em vô quỹ gạo em cho hổm giờ ngày em cho 10-20 xúc gì á. Cái chương trình kia là giờ xong rồi đó, ngưng rồi đó chị. Trời phức tạp quá trời. Công an nó đòi hốt tụi em luôn mà. Dạ. Cho nên chị cho quỹ gạo giùm em nha chị Trang, được không chị Trang? Dạ. Rồi để chút nữa em nhắn tin số tài khoản cho chị Trang nha nha. Dạ ok chị. Có rồi Thủy. Còn một cái đầm vàng của Thu Huyền Nguyễn nè. Thu Huyền Nguyễn, một A còn một cái đầm vàng nữa. Thu Huyền Nguyễn còn một cái nữa nha mấy chị nha. Còn một cái nữa. Má em đèn mơ dăng dăng Thu Huyền Nguyễn. Bán luôn nó còn vài chục thì bán ráo bán sỏi chứ. Còn một cái đầm vàng nha chị nào có khá thì bữa đó tao để rồi Thủy ơi. Em còn một cái dâm. Size nhiêu ký? Size này là 85 kg. Em còn một cái dùm size 85 kg, dùm đùi. Khi ở trên đây nó giống như cái cổ của áo vest vậy mấy chị nha. Rồi bây giờ chị nào 85 kg chốt cái dùm đùi Chanel dùm em. Bán luôn cho mấy chị một cái giá sốc hơn 100 ngàn. Nè xưởng Yên bỏ tôi 200, tôi bán cho mấy chị 100. Bán cho hết hàng mấy chị, giờ có để cái gì trong nhà hết trơn. Bây giờ là không có để một cái gì ở trong nhà hết á nha. Đi luôn đi em ta. Nó 10 đi thì xếp 30, cho 80. Ai? Hiểu không? Ai? Yên Tăng. Yên Tăng hả? Yên Tăng hả? Tôi đang nói Yên Tăng là nhìn vô đi. Dân đùi của Minh Hòa Vương, bà lưu ý giùm tôi là mấy cái này là không có cho đổi trả nhưng bà Minh Hòa Vương. Minh Hòa Vương 100 ngàn. Rồi đây mấy chị. Em còn một cái đầm thủy thủ 200-250. Em còn một cái đầm thủy thủ dưới 83, nói chung là dưới 85 kg vừa mà vải đẹp lắm. Rồi chị nào chốt đầm thủy thủ em sale cho mấy chị còn 150 luôn, còn một cái duy nhất thôi. Còn một cái đầm thủy thủ duy nhất thôi nha mấy bà nội. Chị nào chốt đầm thủy thủ chốt lên giùm em đầm sĩ sủ với. Đầm sĩ sủ mấy chị ơi, đầm sĩ sủ.
Chị nào chưa chốt xỉ xụ chốt lên giùm em xỉ xụ. Ngày mai là đi bill hết nha, bill lớn, bill béo, bill trung, bill nhỏ và ngày mai đi hết. Tại nếu ngày mai mà có chỉ thị là tôi chạy không kịp. Dưới 100 ngàn là xả hết nha mấy cô. Đó, dưới 100 ngàn xả hết kìa. Chi Nguyễn quận 9 nằm 150. Ngồi ra cái mặt hả em? 150 hay gì? Thấy không? Bộ đỏ nhét bên kia nè. Bộ đỏ này chị nào lấy thì nói nha. Em sale nhẹ cho mấy chị còn 190 luôn. Còn không là em để dành đó. Bộ đỏ này vải đẹp lắm. Đây nè mấy chị. Bộ đỏ vải đẹp cực kỳ. Ở bên cái màu của Finbay nó không đẹp bằng Facebook. Facebook lên ra, nè bên Facebook ý riêng cái màu nó mới đẹp. Cái màu nó đẹp mà nó đúng màu của nó luôn. Bộ đỏ đô. Tầm thị thủ khách lấy không? Bộ đỏ đô tầm lâm tay. Xe mấy chị còn 190 bộ đỏ đô. 250, 240 xe còn 190. Chị lấy cái đầm này đi chị Chi. Em lấy cái đầm này nè. Chị lấy cái đầm này em sale cho nha. 250 em sale còn 190 cho mấy chị mua nè. Đầm này phơm suông, mặc không thấy bụng. Nè chị Chi Nguyễn chốt đầm này nè. Đầm này chị mặc dễ chịu lắm. Nè chốt với chị Chi Nguyễn quận 9 nè. Em chốt với chị nào chị không thích chị bỏ đi em sao. 190. Em để chị rồi. Chị bỏ thắm một bộ 70kg 190. Bộ đó size L không ngon. Rồi bỏ thắm một bộ. Em để cho chị Chi rồi. Tại vì vải nó đẹp lắm. Bộ đó cái mẫu đầm đó em có 2 mẫu lận. Cái mẫu đầm đó em có 2 mẫu lận. Bộ thắm hả? Để em kiếm mẫu kìa. Bộ này của bỏ thắm cái gì? Dây. Đúng rồi. 190 ngàn. Chị Phương Thảo lấy không? Để em kiếm cho bao đầm đã. Bao đầm này mới may ra mà. Ở bao đầm này nó chỉ biết sao. Cái mặt lên thì rất là đẹp. Mà cái tay nó không có đẹp đó. Em nói thiệt luôn á. Em nói là em nói sự thật với chị à. Ai buồn là em chịu anh. Hoặc là tôi buồn chứ không có ai buồn mẹ gì hết á. Tại vì bộ này cái vải rất là đẹp. Nhưng mà bộ này lại khi mà đưa lên like lại không đẹp mấy chị. Mà tức chứ. Nói thiệt á. Không phải nói giỡn đâu. Xét yên. Phù má cái bao này để đâu rồi trời. Có chị chờ em một chút. Đỏ XL của sắc ngọc anh ơi. Đỏ XL của sắc ngọc. Cái này hả? Cái này đúng không? Đúng rồi. Thôi nào bắt sâu chia đi con hai cho con mình làm đồ đó. Làm nó vải đẹp lắm, hồi bữa còn cây hàng hàng của hàng xuất dớt về đó. Chứ không cũng không còn đâu. Không cũng còn đâu mấy chị. À, con sọt ra là shop quần áo Big Size Ý Yên đi. Shop quần áo Big Size Ý Yên 190 ngàn của sắc ngọc có chưa? Rồi đầm nó size L đúng rồi đó anh. Em còn một cái quần baggy nè. Chị Nguyễn Hồng đẹp không? 3X L. Đây. Em còn một cái quần baggy dưới 88kg nè. Còn cái này chị Chi Nguyễn có lấy nè. Sale còn 140. Chị nào chốt quần baggy sale còn 140 chốt giùm cho em nha. Yêu mặc bộ này dễ thương. Dạ bộ này dễ thương lắm chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Bộ này dễ thương lắm chị. Mà gọn mà chị coi nè. Gọn quá trời đi. Nhưng mà bộ này vải êm lên. Bộ này em còn một bộ Chanel với một bộ đen nè. Tại vì thích cái mẫu này. Em thích mẫu này chị ạ. Em còn một cái dung dưới 70kg 280. Dung đỏ đô nha. Ở lộn cam đất mấy chị. Dung cam đất sale cho mấy chị còn 100 ngàn dưới 70kg. Chị nào chốt dung này chốt lên giùm em với. Chị Chi Nguyễn nãy giờ chốt bộ này chưa chị Chi Nguyễn? Bộ này 240 mới về nè. 140 nè. Bộ đỏ của Tròn Tròn. Bộ đỏ của Tròn Tròn vô trong tin nhắn đọc tin nhắn giùm cái. Sáng ngày mai, nói chung là sáng ngày mai trước 9 giờ là chốt cho cái kẹp mobile 100 nha. Lấy bộ đỏ đôi XL cho Tròn Tròn 190 ngàn. Quần 140 của vợ nhỏ nè. 140. Má chị còn mấy quần để đâu quên nữa.
Lan Nguyễn nè, Dung Trang của Nhung Lâm. Hết XL. Rồi cho báo cho tròn tròn hết XL. Cô tròn tròn ơi, hết XL nha cô. Cái em là của Nhung Lâm nhiêu tiền đây? Đủ má nó nằm 100 ngàn. Nằm cuối cùng cuộc đời luôn á trời. Phải không mẹ? Rồi đúng rồi. Thí Quỳnh vô coi kìa. Mình cái gì hả? Thí Quỳnh gì? Đồng kia. Sẽ mẹ bán hàng đi, bán gì nữa. Bán đi năn nỉ đủ má không vô cầm tiền không vậy? Gì? Bữa nay chất chất liệu gì? Coi giảm phải coi giảm thôi. Tài Lê lấy cùng 3 ghi nè. Không phải này dâm. Nè con lấy cùng 3 ghi cho Tài Lê nè. Rồi Tài Lê quần 140. 140 Tài Lê. Còn một cái dâm 90kg bán sale cho mấy chị còn cả. Nhiêu quên nè. Chưa bán nhiêu quên mẹ. 100 ngàn dâm 90kg. Chị nào 90kg còn cái dâm đen hốt luôn đi, 100 ngàn bán mẹ luôn đi. Bán mẹ luôn chứ để cái chi nữa. Rồi bộ này mới về ngày hôm nay nè chị Chi, bộ này cưng lắm, quần đùi nhưng mà quần đùi không có phải là xác háng chị. Nhưng mà vải đẹp lắm. Đây chị ơi, bộ này 240. Chị nào chưa chốt bộ, để cho con đăng bài cho bé. Chị nào chưa chốt bộ đen này 240 chốt lên giùm em, bộ đen này 240 ha. 240. Em còn một cái áo này bán cho mấy chị 50 ngàn đi, dưới 80kg. Một dâm đen của Nguyễn Hồng 100 ngàn. Bán cho hết Nguyễn Hồng 100 ngàn. Đây mấy chị yêu ơi, chị ngày mai em tính cục hàng xong rồi em gửi cho em. Em chị có chuyển khoản cho em gửi cho ship. Đây nè mấy chị ha, coi giùm em nha. Áo này dưới 80kg bán luôn cho mấy chị 50 ngàn. Dệt kim, dệt kim của thằng Hàng Xuất. Bán sale cho mấy chị 50 ngàn cho hết. Bị rộng con đừng mặc tụt vô. Em còn một bộ khủng long để coi thử size nào ạ. Em còn một bộ khủng long size 100kg. Size 82 tới 100kg. Trịnh Harry còn bill nè, bỏ cái áo vô cho Trịnh Harry cho đủ nè con. Mai đi bill Trịnh Harry luôn. Đây mấy chị ơi, em còn một bộ khủng long. Lưu ý giùm em còn một bộ khủng long nha mấy chị nha. Bộ này 82 tới 100kg sale luôn 150. Comment giùm em bộ khủng long. Khủng long size lớn nha mấy chị nha, khủng long size lớn. Còn cái đầm vàng vớt giùm tôi một cái đi mấy bà nội. Áo này lên dệt của thằng Hàng Xuất đẹp lắm mấy chị. Nãy giờ tôi còn một cái ba áo sơ mi vàng mà tôi định tặng mấy chị mà tôi sợ. Bây giờ đưa ra đi kiếm bill lòi bản hồng cho nên thôi khỏi tặng. Khủng long của chị Kim Tuyết 150 nè. Em có còn nợ chị Kim Tuyết à? Em like hai mình comment bên đây, bà chốt bên kia buồn, muốn gước nước mắt. Chị Kim Tuyết em còn nợ chị gì nhớ nhắn tin cho em nha. Trời ơi, còn một cái đầm dưới 85kg, 70-85kg, chị nào hốt giùm tôi 80 ngàn cái gì mặc ngủ cho mát đi mấy chị. Thiệt luôn á. Bích Thủy là nó chỉ ghi mấy cái áo vậy thôi nè. Thủy ơi, chị biết là em chỉ ghi mấy cái áo vậy thôi Thủy à. Chứ còn lại là em có ghi gì đâu Thủy à. Thiệt, em là bạn, ba em là em chỉ ghi mấy cái áo vậy thôi, thiệt. Chết chứ sống gì nổi Thủy. Em sao em sống nổi với chị được Thủy. Đen của Ngọc Nguyễn mới bán gì đen à? Mới bán gì mà đen vậy? Khủng long khách lấy rồi chị Thúy Phan ơi. Ủa em mới bán cái gì mà có màu đen mấy chị? Mà Nguyễn nó comment đen vậy mấy chị. Em mới bán cái chi mà em không biết luôn á. Thiệt. Hết nợ hả chị Tuyết? Dạ ok. Em nhớ em còn nợ chị mấy chục phải sao chứ không phải hết nợ đâu. Chị nói sàng em. Em nhớ đúng cho em có nhớ sai đâu. Đây nè. Tôi còn ba cái bộ nè. Mấy chị hôm nay size lớn là mấy chị trung manh. Em còn ba bộ dưới 90kg và một bộ 100kg. Đây nó áo của tôi đó bà nội. Đầm vàng của chị Nguyên Phạm 80 ngàn. Dung cam 100 khách lấy rồi Tùng Lâm ơi. Đầm vàng của chị Nguyên Phạm. Giờ mà ai cho tiền mà cho mua gạo cho người miền núi là tôi mừng quá.
Má uống cái thùng nước mà lăn quăng nó lên, nó núi luôn. Thấy lấy không chị? Nè, cái bộ này á, nó đẹp lắm. Mấy chị coi giùm em cái bộ này, cái quần cá ren á. Nhưng mà chỉ còn sao nè, chị Nguyễn Hồng lấy bộ này nè. Chị coi cái quần nó làm dễ thương lắm. Đây. Rồi, còn 3 bộ. Ba bộ dưới 90 kg, ba bộ dưới 92 kg và một bộ 92 tới 100 kg. Theo luôn cho mấy chị 160.000 cho hết hàng. Rồi chốt đi mấy chị. Chị là size lớn chốt hả? Dạ em like hai bên chị. Facebook ở đây mất tương tác đó. Con gái, nãy gì mua con hai cái búp bê hết 200.000 đó. Cho gì kia trà đá đi con. Nguyễn Hồng bộ vải đẹp lắm chị. Nể tình hả? Thì tao mày khỏi nể ơi. Cha tao đi uống nước dừa cũng được. Minh Su Hồng nè, 160.000. Cái bộ này là hơi bị đẹp mấy chị. Quần váy ren ho. Còn bộ đá nhưng mà còn size lớn luôn hơn. Còn bộ đá mà còn size 80 tới 90. Chị gửi 1 triệu từ thiện với em. Trời ơi, cảm ơn chị Nguyên nha. Em cảm ơn lắm luôn á. Ngày hôm nay cô Nhuận Huyền đi trao 10 phòng. Sáng mai mẹ em đi với lại Bích Thuyền trao 5 phòng mà em chưa công bố. Sáng mai mẹ em trao 20 phòng và đưa tiếp Bích Thuyền 10 phòng nữa. Còn mai chị gửi nha. Bộ đen 3X của Bích Thủy. Đen đầm sale 100 á. Đen đầm sale 100 là cái nào à má ơi? Từ từ của Bích Thủy á, Bích Thủy 3X 160.000. Đen đầm sale 100.000. Con đâu có còn cái đầm nào đâu má. Má lộn quá chứ con đâu có còn cái đầm nào mà sale 100.000 đâu. Nó lộn quá má. Bán cái dâm nè. Cái dâm này là 250 nè. Giờ tôi bán cho mấy chị 160.000. Tôi bán cho nó hết hàng. Tại vì hàng này là khách bơm mấy chị. Dưới 75-77 kg. Đây là chị Thúy Phan. Dưới 75-77 kg nha. Cái bill của chị Thúy Phan này là để em làm nha anh. Ờ, đừng nói anh làm rồi nha. Tại vì còn nợ chỉ là 220 nha. Nếu mà có làm thì trừ ra. Dưới 77. Vải này đẹp, hơi bị đẹp. Zombie. Zombie này xe cho mấy chị còn 160.000. Cộng vô bill chị Nguyên Phạm cho 1.000.000. 1 triệu tiền phát quà gạo cho người nghèo cái bảy. Rồi, ai làm gì nữa không? Ai làm gì nữa để em qua mẫu khác nha. Có ai làm gì nữa không nè? Rồi, bill tiếp tục. Má em đèn mơ dắn dắn. Có chị. Rồi, bộ này nhiêu? 240. Em xe cho một cái giá giật mình nè. Bộ này còn sai nhiêu? Bộ này còn đủ sai mấy chị tranh thủ nó hốt nha. Tranh thủ hốt giùm em. Bộ này còn sai 80 kg nhiêu nè. Không đọc tin nhắn sáng ngày mai mà sao cho tới 9 giờ không đọc tin nhắn và không cọc cạc thì xả biêu mẹ đi. Giờ chưa biết người ta sao xả được. Trời ơi, bộ này hết sai 70 kg nè mấy chị. Bộ này còn sai 72 tới 82 kg. Và 82 tới 92 kg. Bộ này là mấy chị không mua tiếng lắm. Bộ này Thủy mua cho bé lớn nè. Ai thun dân 160. Bộ này Bích Thủy mua cho con gái được nè. Đây bộ quần sọc nha mấy chị nha. Bộ này Bích Thủy mua cho bé lớn được nè. Rồi đâu thun thun lấy gì vậy? Mới gặp có thầy thông thông với An ở lại cái giùm cái gì. Thông thông lấy cái giùm. Quẹ cái giùm bỏ đâu nãy cho cái giùm nó chốt cho ai không? Mới gài, mới thịt, mới thịt 16 không? Mới thịt 16 là cái bộ đen. Cái giùm này mới thịt đâu có vừa đâu. Đồ mấy cái giùm bỏ đâu rồi. Tôi hận Facebook nãy giờ không xem được. Cái giùm gì đó? Bán rồi đó. Hỏi đen gì nên nhớ. À bán rồi hỏi đen gì mẹ nhắc hả ai biết đâu. Rồi bây giờ
bán bán gì vậy? Bạn bán gì? Cái dương của Thung Thung để đâu rồi? Tập thể dục ngang, kẻ nhà đi tập thể dục ngang, đi tập thể dục, đi tập
thể dục mà để đồng hồ báo thức 4 giờ mà nào ơi. Nó xuống nó kêu bác Tư, nó kêu ba nó dậy đi tập thể dục. Đi tập thể dục gì tới 5 giờ rưỡi kể nhà đi lên lầu ngủ mẹ luôn khỏi làm yêu. Còn ngày nào tôi nói thiệt bình thường mà tôi ngủ dậy 9 giờ 10 giờ tôi xuống đây kể nhà đông đủ. Còn hai cái ngày đi tập thể dục á là bao nhiêu giờ đó là ba người rút ba cái trụ điện đi ngủ mẹ cái nhà tôi giống như là một cái đồng đĩ vậy. Nhớ nghe nè mấy cô, đi tập thể dục 2 ngày cái xong công viên nghỉ luôn. Nhờ mày đi tập thể dục không biết nó nghỉ nó giải tán đến đông á. Công viên cách ly luôn. Không cho vô nữa. Bây giờ em sẽ sale cho mấy chị một cái set. Chưa có hết áo ngực rồi chị. Để đem cách ly chế tôi mà cách ly mấy bà buồn lắm. Chút nữa xem lại. Trời tôi có rảnh đâu. Tôi xem lại bà Nguyễn Ly. Tôi không rảnh tôi xem lại đâu nghe. Thiệt không rảnh thiệt. Bây giờ em sẽ sale một cái mẫu zoom cho mấy chị nha. Ôi thiệt nếu mà ngày mai hoặc là tối mai gì đó nó có sổ sổ công thương mà nó kêu nó một cái sổ gì đó mà nó cấm tôi bán một cách tôi buồn chết luôn mấy má. Thiệt bán cũng phải từ từ má, bán rồi đi đái cũng phải kéo quần, đi đái cũng phải rẫy cho nó khô kéo quần cho mẹ, cũng phải từ từ cho mẹ. Mẹ làm quá đi mẹ ơi, mà làm thiệt có tôi chạy không kịp với mẹ luôn à. Đây còn cái bao quần gì đây, quần tay ven gì đây. Tôi không biết cái quần tay đen gì mà cái lùng nó huy cái quần tay đen. Để tôi lên cái quần này thử. Chưa biết cái quần tay gì mà nó có ren nữa. Đúng rồi. Tôi cũng biết quần đó là gì nữa. Quần tay mà có ren. Rồi sale set này. Rồi mấy chị ơi sale set này nè. Em nói thiệt với mấy chị nha. Cái set này khi lên live nó sẽ không đẹp nhưng mà khi mấy chị mặc rất là đẹp ha. Buồn ghê. Chị ba mặc áo ngực xanh máy để qua dịch em kiếm nha. Đây nè mấy chị, em cho mấy chị coi cái set này nè. Còn có hộp phở chưa tới 10 set. Mấy chị coi giùm em nha. Cái set này nó đẹp lắm. Đây ha. Coi giùm em tay lửng nha. Đây nè. Khi mấy chị mặc lên cái set này á nha. Tay lửng. Cái này mà đi làm công sở thêm một cái quần dài em nữa chứ. Nè. Nó có một cái bắp nịt nè mấy chị. Nó có một cái bắp nịt ở giữa nè. Đó. Đó đây nè nha. Cái này là size XL rồi nè. Còn mấy chị coi cái quần váy nè. Cái quần váy là y chang cái mẫu quần váy em đang mặc nè. Nó rất là cưng cái bộ này. Rồi 240 sale còn 160. Ok. Tao mà vô chỗ một ngày thật ra chim phải 80 lần để tao nói chuyện á, không cho tao chết cho mày vừa lòng thủy ra thiệt. Mày đừng có nói chuyện cách ly rồi nói đi sáng mày thấy tao không, tao xong pha trận chiếu nhưng nó còn chửi tao được buồn. Buồn rồi là mua giùm con mấy chị 160 tao không mệt rồi mày nhìn tao mệt quá luôn mà. Dạ dưới 72 kg, dưới 82 kg. Bộ này rất là đẹp mấy chị ơi, quần váy nữa ha. Quần váy nữa dưới 70 kg, 72 kg. Ông bộ này đẹp lắm. Bộ này rất là đẹp. Bộ này đẹp cực kỳ. Cực kỳ đẹp. Hồi nãy con ăn cái bánh ấy hả bé? Dạ không. Đúng rồi. Cái bộ này đẹp lắm. Bộ công sở cũng chưa ca 70 kg. Chú ca 160 ngàn. Bộ này chị Nguyễn Hồng giờ lấy cái áo mặc cái này. Lấy cái quần mặc cái áo trung. Lấy cái áo mặc cái quần tay đi làm. Bộ công sở. Bộ công sở và quần váy chị. Cái gì vậy Thúy Phan? Ủa trưa Thúy Phan Phú Yên xả bill chưa anh? Nhưng mà có địa chỉ số điện thoại đầy đủ chưa? Chưa. Ủa chưa mà sao cũng xả của Thúy Phan đây. Nè, bill của này là của kẹo bông gòn nè. Ngày mai gửi bill hết đó nha. Thông báo rồi đó. Không có bài nào mà nhắn tin mà để lại hết trơn đó nha. Nè, xả cái bill của Thúy Phan Phú Yên đây. Địa chỉ số điện thoại không có rõ ràng. Cho địa chỉ cũng cho số điện thoại mà cũng inbox cho nên không có chốt đâu chị. Bộ đó của ai vậy? Kẹo bông gòn nè. Chờ chút chị Kim Hải Trương. Trí Lê nè. Nhớ Trí Lê. Trí Lê 160 ngàn nè. Chờ chút chị.
Nhi pha một bộ, phun phun một bộ. Đây thẻ để thay mày còn tay ấy không? Ấy trùng. Hai. Rồi đây, Nhi pha một bộ nè. Nhi pha một bộ. Ai nữa? Phun phun một bộ. Là phun phun đâu rồi? Ai đã từng đi quá xuống cú Long Giang á, Giang luôn. Cùng có đeo được cổ nữa không? Không. Bất giờ cú Long Giang không chào lúc xoay. Ủa coi lại cái bộ đó, coi thử cái bộ này mới gì mà áo nào quần nào, coi thử hai bộ đó đó. Có đúng sai làm gì mấy lùng. Tao thấy lộn sai rồi đó. Quần sai XL. Áo sai L. Từ. Quần tốn. L. Đúng không? Đúng. Giờ trả lại cái quần đây. Trả lại cái quần. Cái quần là sai gì? L. XL. XL. Rồi đưa cái áo nè. Ủa là cái gì? Đưa cái quần ra phải không? Rồi. Còn ai nữa? Gì vậy? Đúng rồi. Bắt hồn mày. Rồi để coi thử của ai. Ủa coi thử của Tung Tung còn sai L. Rồi hết rồi. Hết bộ đây hết sai thủy rồi. Hết size L rồi Thung Thung rồi. Lấy XL 80kg được không Thung Thung? Thung Thung có XL nha Thung Thung. Không đi làm mua đời chút biết mà. Nè chốt cho Thung Thung bộ này đi. Kiểm tra thử phải bộ đó của Thung Thung không nha. Nè BB một set XL. Anh ơi, BB chưa đi bill á. Lấy thêm cho BB 2 hộp khô heo đi. Này của BB luôn hả? Đúng rồi, BB 160. Lấy BB 2 hộp khô heo. Bộ này hết size Bích Thủy rồi. À, không. Bạn ghi tôi làm tính toán lắm. Bạn ghi dùm gốm. Nó nói thì con quay cho gì bạn. Để mai đăng lại cái clip hồi bữa em với ông Phước làm tính toán cho anh coi. Em còn một cái đầm tay ren nè. Rồi sell đầm này cho mấy chị 130.000 đi. Size dưới 73-74kg. Size dưới 73kg đầm đen tay ren nha. Dạ em không có thấy rõ địa chỉ với số điện thoại. Chị cho cái địa chỉ gì đó. Chị Phú Yên hả anh? Chị Thúy Phan ơi. Cái áo trắng của chị nè. Rồi bây giờ chị cho giùm em lên cái địa chỉ với cái số điện thoại của chị. Và em thông báo luôn những chị không biết inbox cho em thì khi mà cái bill hàng có cái chữ, có cái miếng băng keo vàng shop quần áo biết size ở Yên thì mấy chị mới được nhận. Còn không có miếng cái băng keo vàng này mấy chị được nhận nha. Nó bị giả mạo bill bên em ráng chịu đây. Cho mấy chị bên đây coi luôn nè. Đây ha. Đúng không? Không mà cái bộ này đẹp mấy chị. Thúy Phan đúng vậy? Đúng không? Cái gì Thung Thung á. Nè. À Thúy Phan. Đây nè mấy chị. Bộ tay đen. Với lại quần váy. Long ơi Long ơi. Buồn rầu quá Long ơi. Sao bữa tôi thấy bài đăng bộ quần váy đó ta. Thấy là đặt rồi. Có mà bé Long nó chụp mà chụp xấu quá à. 80 ngàn đúng không? Bộ này là tay áo là mày thích đó Thủy. Mày chỉ thằng thay. Chị ơi 80 ngàn. Ừ bà nội. Mất mệt rồi. Ừ bà nội. Mất mệt. Biết mấy bà ở ngoài gần không có gần tôi có mệt nó chứ tôi mệt nó quá mệt đi tôi mệt nó lòi luôn rồi để cắt mấy bộ đi lại nha rồi đó có rồi kìa bên em không cho kiểm tra hàng đâu nha chị kêu em hả ừ có chuẩn bị có công thương không bán like kìa mày ơi không bán online kìa ôi tao muốn ói lòi luôn á con chiều giờ tao đâu muốn rụng rúng luôn chút tao gửi cho coi là bữa nay bạn nói chung là like cho banh hàng để ngày mai gửi bill đi rồi rút tiền về đó. Rút tiền về để ăn mùa dịch xong cho ai nuôi mình đó. Không có ai nuôi mình hết đó em ơi. Chết tù luôn đó. Chết. Thì đâu mình không được đặt hàng cho ba. Thì dịch cho ba đi. Rồi xong ba. Ba hết. Sao ít lờ Thủy. Thì tôi ở Yên không. Không chị. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện nào tới đến điều sẽ phát hiện. Những gì đều biết ơn. Trời ơi, mày nói gì vậy? Nói gì vậy trời? Nói gì nãy giờ tôi không hiểu gì luôn trời. Anh ơi, trên chỗ cái kìa, trên cùng á. Anh dán giùm em quần xuống đây, em sell hết cái đống quần đó luôn trong vòng bữa đây nữa. Dán không xuống đây đó, cái đống quần mà chỗ anh dán cái miếng niệm vô đó. Anh muốn hết cái xuống đây ngày hôm nay đi. Anh cho nó lên tiền hết luôn. Nè, mấy cái bao đi còn dùng được nữa không? Để dành lại. Bữa nào bán nhâm nhựa lấy tiền của quà sinh nhật cho ba nữa con.
đang khổ. Còn khô heo, còn mấy bỏ cho BB hai hộp khô heo chưa? Rau. Rau. Rau còn hộp khô, còn mấy hộp vậy con? Còn mấy hộp lấy hết luôn rồi, từ đây xe cụ vô không được, má gõ có được đâu. Má không gõ được đâu nha. Mười mấy hai chục hộp. Nhiều mười mấy hai chục hộp này. Nhiều lắm. Còn nhiều hộp rau, còn nhiều mấy chị? Mấy cô muốn bao nhiêu bán hết nha. Đâu có, mới chị Thị mới ra chiều hôm nay, có nghĩa là để xem xét là ngày mai mới có cho, còn có thông tin chính xác, hiểu không? Rồi bây giờ tôi bán quần rin nè. Cấm bán quần áo, bán live stream, bán hàng online luôn mà anh. Không, phụ trẻ lo nãy giờ rồi bà nội. Bộ em đang mặc không sale tiếp mà con đâu sale chị. Chào chị thấy. Sáng ngày mai là nói chung là sáng ngày mai tao sẽ đi hàng hết đó con. Được, còn hậu quả tao tính sau. Rồi bây giờ quần này nè, quần sọt rin 100 ngàn. Có 100 ngàn mấy má. Để tôi bán đầu live mà bây giờ tôi cũng phải đành đạn tôi sale. Bây giờ tôi sẽ sale 2 cái 150 ngàn nha. Hai cái nè mấy chị ơi, quần này mặc đã lắm. Mặc với quần váy, mặc với sọt, mặc với cái gì cũng đẹp á. Bây giờ tôi sẽ sale 2 cái 150 ngàn là 75 ngàn một cái ha. Rồi, lên đi mấy chị ơi. Lên nào anh em ơi. Ngực 100, eo 80, mà sao vậy chị? Sai lờ. Còn khô heo chị Thảo Châu ơi, lấy mấy hộp, hai hộp của chị Thảo Châu Gò Vấp kìa. Hai hộp khô heo của chị Thảo Châu Gò Vấp. Quá sông cũ Long Giang ra giang Long cũ phong trào nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng chu đoàn viên chu đoàn 300 là bay 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 bay. Đây bốn quần của Minh Su nè, Minh Su Hồng bốn quần 300 ngàn mà nội. Bốn quần 300 ngàn mà nội của ai? Kim Hải Trương lấy size nhiêu ký vậy? Dưới 75 hay dưới 88 ký Kim Hải Trương ơi? Comment giùm em hai quần rin 150 kèm số size vô, kèm số ký vô giùm em nha. Ren Nguyễn, hai quần sọt của Ren Nguyễn nè. Gì con? Gì bé? Gì bé? Gì con? Nguyễn Hồng có chưa nè, Ren Nguyễn 150 nè. Quần đây chị sáng mặc vừa. Cánh hồng mong manh. Không phải Nguyễn Hồng là Minh Su Hồng á. Minh Su Hồng có bill nãy giờ rồi đó. Hai cái 150, hai cái 300. Hai cái 150, bốn cái 300. Rồi xong chưa, Ren Nguyễn chưa? Rồi cánh hồng mong manh nè, cánh hồng. Cánh hồng hai cái 150 của cánh hồng nè, cái này hình sáng mặt dừa. Lấy cho chị Thảo Châu Gò Vấp hai hộp khô heo chưa? Rồi lấy cho chị Ren Nguyễn một hộp, giờ nghỉ ăn sẽ ăn hộp, ăn luôn hai hộp đi mẹ nội. Đầu vũ mày nha luôn. Nguyễn Huyền Đà Nẵng hai quần nè. Nhiêu ký Nguyễn Thu Hương ơi. Giờ là ai lấy nè. Hai hộp khô heo cho Ben Nguyễn, anh cứ lấy đi em bảo kê cho. Quần 311 có. Còn quần nữa không vậy? Còn quần rin nữa không vậy? Hai quần này cho ai quên rồi? Nguyễn Huyền Đà Nẵng 150 ngàn. Quần này 88kg cũng vừa nha chị Thúy Phan. Chị Thúy Phan hai cái nè, 150 ngàn của Thúy Phan là 7. Thúy Phan là Diễm Phan gì đó, con còn bill ở đây á nha. Nguyễn Thị Thị lon hai quần. Lon quần này, lon lấy nè. Hai quần mà chị lấy cho em hai màu nè. Tại nãy giờ lọt đâu ra cái. Nguyễn Thị Thị lon Bình Thạnh, bill đã đi chưa? Rồi Nguyễn Thị Thu Hương hai quần trai. Hai quần của chị Then Lê. Ai đừng đi quá. Trời ơi chị Then Lê ơi, bà mua thêm đi chị, quần này ngon lắm. Nè Then Lê hai quần 150 ngàn. Nguyễn Ngọc Yến lấy hai quần. Nguyễn Ngọc Yến hai quần 150. Hai quần 150 của Nguyễn Ngọc Yến. Comment lên đây em kéo từ trên xuống nha. Rồi tiếp tục Kim Hải Trương nè, bé lùn. Kim Hải Trương hai cái 300.
Ở lộn 2 cái 150 với lộn lộn 2 cái của Kim Hải Trương 2 cái 150. Nè bé Lùng lấy 2 cái này cho Huỳnh Sáng nè. Review mới Huỳnh Sáng luôn đi. Huỳnh Sáng 2 cái 150 ngàn. Cánh Hồng có rồi. Để kiếm quần cho Lê Thư nha. Lê Thư 2 cái 150 ngàn. Em thiếu gì Ngọc Phi Trần nhiêu tiền vậy? Lấy cho cô Ngọc Phi Trần 2 hộp cô heo. Em thiếu gì Ngọc Phi Trần nhiêu tiền báo giùm em cái để em ghi cho review luôn mà anh Phước làm cho dễ nè chị. Thôi để trên đó có một riêng 5 con. Để lấy 2 cái 65 ký cho Nguyễn không? Thì để từ từ bà lấy. Mấy chị chờ em chút. Rồi coi thử cô Ngọc Phi Trần trừ ra nhiêu ghi ra trừ ra cái bịch xanh luôn á. Coi thử còn quần đó không anh? Trừ nhiêu chị Ngọc Phi Trần ơi? Chốt với chị đâu? Hết rồi hả anh? Rồi hết size nhỏ rồi nha. Rồi, Minh Thư 1 cái 80 ngàn. Minh Thư 1 cái 80 ngàn. Rồi hết rồi, thôi đi anh. Ngọc Giang 2 cái. 150 của Ngọc Giang. Dạ bây giờ còn 1 màu là chị Tuyết Mai Phạm. Còn có mấy cái là hết rồi nha. Còn 1, 2, 3, 4. 4 cái. Quần này Loan ơi lấy tim đi Loan ơi, uổng lắm Loan. Rất là uổng. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là đẹp, và thứ ba là đẹp. Vậy á. Chị Tuyết Mai Phạm em chốt chị 2 quần này nha. Inbox cho em thì chị kèm số điện thoại. Tuyết Mai Phạm 2 quần 150. Chứ hồi không có mất công chị la em nữa. Rồi chị Hoa Nguyễn 1, 2 cái nữa là hết rồi nè. Gì ạ? Kim Hải Trương. Nè 2 cái này của Hoa Nguyễn không có dấu nè. Hoa Nguyễn chứ là cái chị gì ạ? Tuyết Mai Phạm inbox cho địa chỉ số điện thoại. Còn 1 cái duy nhất nè. Còn đúng 1 cái duy nhất mấy chị. Quần nè mấy chị không đặt ở chừng nào mấy chị đặt nữa mấy chị. Trời ơi, Hoa Nguyễn không giấu hả? Hoa Nguyễn không giấu inbox cho địa chỉ số điện thoại. Nghĩ sao mà quần này quá trời đẹp luôn mấy chị không lấy. Không còn cái nào nữa đâu anh. Rồi tiếp tục đi vô quần tiếp. Ở trên đó còn quần gì cho xuống luôn nè anh. Quần Quảng Châu. Rồi còn 1 cái để em mặc cũng được mấy chị. Mấy chị khỏi mặc đi. Vô tiếp. Ôi, nó từng đi quá. Rồi, Nguyễn Thị Thùy Loan. Nãy ta cũng định chốt mà mày được còn mày chữ. Nguyễn Thị Thùy Loan còn cái chốt luôn đi. 80 ngàn. Rồi, đưa hết quần này vô nè. Không, đưa hết luôn. Trên đó còn quần gì đưa hết cho em đi. Khách lấy rồi, Nguyễn Thiên Trang ơi. Rồi con lọt mấy cái là size 11 là size của Minh Su. Nè đưa cho chị Minh Su đi. Minh Su hồng 2 cái 150. Minh Su hồng 2 cái 150. Minh Su hồng 2 cái 150. Tuyết Mai Phạm Minh Bắc địa chỉ số ngồi rồi. Dạ hết rồi chị. Nay tôi bán cho sập sàn luôn cô đó chị. Mua một khi tôi sale là mấy bà chịu không nổi đâu. Ngày mai tôi sẽ đi hàng cho hết mà. Còn hậu quả từ từ tính sau. Áo này là áo phơm giấu quần. Áo này 85-100 ký. À bé Lồng ơi ghi cái bill của cô Ngọc Phi Trần ghi đi con. Để yên làm. Con ghi ở trên bill là 130 với đôi giày là gì hiểu rồi. Rồi đây nè mấy chị, 85-100 ký áo form giấu quần 280. Và ngày hôm nay em sale cho mấy chị một cái giá rất là giật mộc, 201. Rồi, chị nào chốt áo comment giùm em 201. Vải cực kỳ đẹp.
Em nói thiệt với mấy chị là dùng từ là vải tuyệt vời đẹp luôn á mấy chị. Vải tuyệt vời đẹp rồi. Bây giờ lên cái mẫu quần 200 ngàn nha mấy chị nè. Mấy chị coi giùm em cái quần bên em nè nha. Mấy chị coi cái độ co giãn, đây là quần 7 tấc. Quần tới ngay đầu gối. Quần này là quần tới ngay đầu gối. Cái size này là dưới 77kg, 75-77kg. Từ 65 tới 75-77kg vừa quần 7 tấc nha mấy chị nha. Quần 7 tấc. Quần này 200, bây giờ sale cho mấy chị còn 140 ngàn. Và em có hai size, một size số 3 là dưới 75-77kg. Mặc ôm cho nó đẹp nha, đừng có mặc rộng. Một size số 4 là dưới 85-87kg. Áo của Minh Xu Hồng, 201 của Minh Xu Hồng. Rồi mấy chị ơi, chốt luôn em quần. Trời ơi, cái quần tay này mấy chị lót từ đây tới bến Cà Mau đó cũng chưa, nó cũng chưa sờn vải. 201 là những cái thương của Minh Xu Hồng mà sao quá trời. Rồi mấy chị ơi, comment lên quần. Quần đây mặc đẹp lắm chị Nguyễn Hồng. Quần đây mặc rất là đẹp chị Minh Xu Hồng ơi. Minh Xu Hồng à, quần đây đẹp lắm. Quần đây đẹp tuyệt vời, ông mặt trời luôn nha. Comment lên quần giùm em một cái mấy chị. Comment lên quần giùm em một cái nha. Quần đây mấy chị mặc với áo thun cũng đẹp, mặc với sơ mi càng đẹp hơn. Mà mặc với áo ba lỗ cũng xinh, mà ở truồng cũng đẹp. Nguyễn Thiên Trang 140 nè. Nguyễn Thiên Trang chưa giờ có bill chưa? Rồi. Nguyễn Thiên Trang chưa giờ em có bill bên chị. Chị có bill bên em chưa chị Nguyễn Thiên Trang? 140 của Nguyễn Thiên Trang. Nguyễn Thiên Trang 140. Rào số 3 dùm cho em đi mấy chị. Số 3 với số 4. Một quần của Minh Xu Hồng nè. Một quần của Minh Xu Hồng 140 rào mấy chị không mua nữa đúng không? Để em chắc lên trời. Anh ơi còn một đùi áo trên đó không anh? Rồi một hồng của Nguyễn, một quần của Nguyễn Hồng. Để coi được còn hai quần legging này là size nhiêu đây. Phương Thảo Tỉnh một quần. Phương Thảo Tỉnh quần số 3. Phương Thảo Tỉnh 140 ngàn. 140 ngàn của Phương Thảo Tỉnh. Rồi ai nữa? Thung Thung một quần. Thung Thung một quần 140 nè con. Thung Thung Nguyên Hồng thêm một cái nè. Lộn lộn. Nguyên Hồng thêm một cái. Tâm tâm. Kim Nhung Lam hai cái. Rồi Kim Nhung Lam một cái 140 để từ từ kiếm nữa à. Rồi đầy đủ Kim Nhung Lam hai cái. Hai trăm tám. Rồi còn size đại không nha mấy chị. Còn size đại dưới 85-87kg thôi. Hết size nhỏ rồi. Còn size đại thôi nha. Du Mi Trần. Trời ơi quần này đẹp lắm Du Mi Trần ơi. Quần này mà em mua là em mặc em ghiền luôn. Quần này mấy chị mặc một cái là ghiền đi kiếm nữa không có. Cô nói thiệt á. Quần này mấy chị đi kiếm nữa không có đâu. Rồi bán ế chết mẹ luôn á nè. Đây Du Mi Trần, quần này là Du Mi Trần mặc là hơi bị sướng luôn. Vải đã lắm mấy má ơi. Vải đã lắm, hồng hồng thế em sợ bị rộng đó. Em sợ bị rộng chị. Quần này mà chị nếu mà nhích lên 75kg thì còn vừa chứ chị mà 70 là em sợ bị rộng nha. Đó. Chị nào máu quở em à. Chị nào máu quở em à. Nó lại tiếp nữa rồi. Em rút lên trụ điện liền.
thôi. Không nghe cũng kêu Minh Lam gì kìa. Ở đâu? Nè, có một cái quần sọt lại nè, 80 ngàn chị nào lấy cho em. Du Mi Trần một quần nè, 140 ngàn của Du Mi Trần. Quần này đã lắm, mày mặc nữa mày đi kiếm nữa mày không có đâu. Nè còn mấy cái quần legging em bán cho mấy chị nè. Đây, đồ mày còn hai cái, còn cái áo trắng. Đây nè, cái đó inbox riêng đi bà nội. Đây nè mấy chị ơi, quần legging này dưới 75-78 kg bán cho mấy chị 70 ngàn đi. Sọt đó còn cái Nguyễn Thiên Trang nè, sọt 80 ngàn. Quần vải thun đó có sọt không chị? Không có sọt hết đâu. Mùi mùi hai cái quần 85 kg. Trời ơi mùi mùi, chốt hai cái quần để mặc đúng sướng mùi mùi. Nè mùi mùi hai cái 280 nè. Đây mấy chị ơi, lấy kim này đều dưới 75-77 kg hết nha. Bán cho mấy chị 70 ngàn đây. 70 ngàn. Rồi còn ba cái dưới 75-77 kg. Còn ba cái chị nào nè, còn cái này size hơi lớn nè. Cái này chị nào dưới 85-87-88-90 kg vừa nè. Có một cái size dưới 90 kg. Mấy chị comment quần legging kèm số ký lên em mới chốt nha. Còn mấy chị comment không là em, nếu mà em không nhớ số ký em sẽ không bao giờ em chốt cho mấy chị đâu. Đó là cái điều tất nhiên của em rồi ha. Anh ơi, yeah. Lâm Thị Tuyết Ngân nè. Lâm Thị Tuyết Ngân, nãy có cái bill của Lâm Thị Tuyết Ngân á. Nhiêu tiền? Ghi là để yên làm, vô ghi là cái quần này 70 ngàn. Ghi để yên làm. Quần legging này vải rất là sướng, vải của hàng Quảng Châu đó chị. Vải này là của hàng Quảng Châu nha. Anh Nguyễn Cà Mau nè. Anh Nguyễn Cà Mau còn bill không? Hả? Không. Con Lý Kiên Giang còn bill, Cà Mau còn bill. Du Mi Trần. Du Mi Trần lấy thêm cái gì 77. Lấy thêm cái 77 Villaven nè, lấy thêm Du Mi Trần cái này nữa 140 nè. Lấy thêm Du Mi Trần cái 140 nữa. Anh ơi giờ ngừng like rồi mà mày chốt cái quần này mắc công xã đó anh Nguyễn ơi. Thiệt á. Để cái này cho Trí Lê đi. Nè Trí Lê, Trí Lê. Trí Lê 70 kg cho legging. 70 ngàn. Còn một cái đi chốt cho Minh Thư legging nè. Dạ có, cũng có size 95 kg. Nhưng mà giờ em đang lên hàng tầm lâm mấy chị. Chứ bình thường hàng xưởng em về lúc nào cũng có 95 kg hết. Nha anh chị nha. Trời ơi cái quần này mà chị nè mà còn khoảng 80 kg. 85 kg trụ mặt nó đẹp lắm. À đó nè Lan Ngọc Lan Hoàng. Chị về hai ship này nè, mày có lấy ngày mai chị gửi hàng luôn nha. Lan Ngọc Lan Hoàng, chị mới về hai set này nè. Coi giùm cái này nha. Hết rồi. Hết sạch sẽ rồi mấy chị. Đây. Mới về hai set nha Lan Ngọc Lê Hoàng, 240 mà vải rất là đẹp, đẹp không? Rồi còn một set nữa nè. Set này cũng 240. Set này cũng 240 nha. Mai mới thì con ghi cái thị đó. Phạm Tuyết Mai. Phạm Tuyết Mai thấy inbox rồi mà. Xếp này quần đen có cái việc. Nãy giờ đâu có mua gì đâu. Có. Có, mình mới kêu mày ghi với lộn. Đây nè, cái xếp nó như thế này nè. Mày cái này nè, mấy chị mặc lên cái cổ. Dễ thương lắm. Xếp này. Rồi, chị nào chốt xếp đùi thì có xếp này có tổng cộng 4 size dưới 70. Hai xếp này có tổng cộng 4 size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Hai xếp này đều có một size, đều có size hết nha. Chị nào chốt xếp này thì 240 chốt giùm em. Cho coi được không? Vậy đây nè chị. Một lần cương chế là cái gì? Rồi chị nào chốt set này thì chốt lên giùm cho em với. Set này nha. Chị nào chưa chốt set này thì hôm nay chốt lên giùm em. Ê cái bì hồi nãy gì đưa ra các con thử có cái bì nào lành không? Để sang cái bao này qua đi con. Sang cái bao này qua là bao này rất hết sơn hết rồi rồi. Ấy cái bao nãy gì đưa ra đồ lành không? Cái gì vậy? Hai cái quần 140 của Hồng Hồ Thế nãy nói rồi mà. Đây nè, 280 của Hồng Hồ Thế. Còn mấy cái quần Trung Lan rồi. Ai hủ của em rồi. Ừ. Không có cây gì không ta?
lăng với lồng đó đây lại lan. Này con bước vô đi. Con bỏ hết trên đây rồi con quăng vô trong cùng đi. Có hai xít về là chị Nguyễn Mai chờ chút con lấy xít XL ra đi con. Lấy con Ngọc Nguyên một hũ con heo kìa. Rồi đây nè mấy chị. Coi giùm em nha. Đây nè chị Nguyễn Mai Bình Định xít lên đây về dễ thương lắm. Chị coi nè, hai cái này là cột trên cổ nè chị. Hai cái này cột trên cổ nha. Cái xít này nè. Hơi bị dễ thương em cầm sao ta. Ở bên kia con phụ con. Lấy một bộ xít XL lại đây con Nguyễn Mai cô đặt ở bài xít này đi. Đây là chị Mai Nguyễn Mai Bình Định chị coi giùm em xít ngày hôm nay về nè ha. Không cây thì hai hũ yên tăng hai hũ khô heo kìa. Sáu cây nè. Trời quá, một cả miệng miệng cắt. Đây nha. Qua gì ba? Biết đâu, không biết đâu. Hồng Hồn Thế. Hai cái 28 luôn. Bộ này 240. Và bộ này là vải còn đẹp hơn nữa nè chị Nguyễn Mai. Bộ này thì vải xuất sắc rồi. Cũng 240 ngàn nha. 240 ngàn. Chị Yên có khu gạt không? Cô gà họ ở ngoài người ta làm toàn gà bậy gà bạ không nói thiệt luôn á. Còn mẹ chị họ làm là coi như lấy khô heo từ mờ sáng làm rất là ngon và rất là kỹ và sạch sẽ. Đậm đà theo hương vị Việt Nam nữa. Theo hương vị miền Trung nữa. Rồi mấy chị ơi. Chưa ai chốt với con. 101 ngàn một thủ 250 gram nha. Một ký là 440 ngàn. Rồi xong bỏ vô đi con. Không ai chốt hết. Bỏ vô để chị coi thử kiếm gì la chết nè. Ai đã từng đi quá sống khó lắm. Khó lắm da là chết lắm khó. Hello mấy cô. Ủa sao nó chút vô thì hello mấy cô là cho trò. Mẹ mấy cô có nhớ con. Mấy cô không nhớ con hả? Inbox cho em địa chỉ số điện thoại cho chị. Chưa nha. Coi kiểm tra sợ cái từ Hoa Nguyễn nó ra giùm em ơi. Hai quần 8. À cái quần này không có size 95kg đâu chị. Ý em nói cái set là có size chị đó. Nè. Đặt cái quần này là 450.000 trên mạng hàng xuất là đồ mẹ nó thiệt. Bây giờ tôi nói cho mấy chị là tôi sẽ bán cho mấy chị một cái giá giật mình luôn. Đây. Chị nào 80kg hút nó cho em. Hàng này là hàng xuất nha. Áo hồi trưa còn cái hả? Chân váy nè. Ừ chân váy nè. Con mấy lùng đang lùng. Chân váy này chị nào dưới 72kg hốt 200 ngàn sale cho mấy chị chân váy quần nè. 200 ngàn sale luôn cho mấy chị. Còn 120 ngàn đi. 120 ngàn nha. Còn xếp bộ 4D. Nhưng mà bây giờ chỉ còn bộ voi mang mút thôi. Bây giờ chỉ còn bộ voi mang mút dưới 70, dưới 82kg thôi. Nhỏ nào cười banh háng bà vô bà chửi cho coi. Quỷ bỏ cho tay á. Chị ơi trời ơi còn mấy cái quần váy đẹp ghê dưới 72kg. Ôi quá trời đẹp luôn quần váy nha mấy chị. Rồi sale luôn 200 sale luôn còn 120 ngàn. Nè áo 250 nè còn cái dưới 75kg. Rồi sale luôn cho mấy má 100 ngàn hàng Quảng Châu hơi bị đẹp luôn. Bán hết trời ơi vô nó lôi đồ rồi mấy bà. Rồi đó giờ nó vô nó lôi đồ á. Nó chắc là tôi cho người ta lúc 12 giờ đêm nay luôn mà. Thiệt. Nguyễn Hồng. Anh gọi tên em Nguyễn Hồng ơi. Còn một cái quần legging dưới 75-77kg. Chị nào lấy legging 70 ngàn lấy giùm cho em. Quần váy Nguyễn Mai vừa hay không hả? Ai đã từng đi qua sông Cú Long Giang, sông Trào. Áo 100 ngàn của chị Nhung Lâm nè. Áo 100 ngàn không. Cái này chị khỏi lấy đi chị. Khỏi lấy đi nha chị nha. Khỏi lấy. Nè. Chốt cho Minh Trà con. Minh Thu Hồng một quần váy 120. Chốt cho con Huyền Nguyễn một quần váy 120. Hả? Cái gì vậy anh? Cái gì chưa kịp quăng cho nó nhớ.
một cái nhân viên xu hồng 120 thì tôi mới quăng ra tôi nói vừa dứt miệng chứ. Dùng hai cái rồi tôi hỏi rồi là cái nào nó cũng vậy đó nè. Một quần váy của Minh Xu Hồng, một quần váy của ai quên mất mẹ rồi đó. Ông đó thì ở đâu, ở từ đó anh sách canh ngay hồng hay sao trời. Mày lẻ lên trong trai rồi nè. Kim Hiền, Thu Hiền Nguyễn hồi trưa có bill rồi nha. Thu Hiền Nguyễn hồi trưa có bill rồi. Bán ai bán xào xào lấy em, tôi bán xào xào tôi lỗ loài háng luôn rồi. Chua Ca một cái quần legging là 70.000 của Chua Ca, áo 100.000 còn á, áo 100.000 vẫn còn mấy chị comment giùm em beo dưới 75 kg, 250 sale còn 100.000 mà bên đây còn hai cái beo nè mấy chị, giọt giùm em cái cuộc đầu em giùm cái đi mấy chị, hàng Quảng Châu của tôi 250 mà giờ bán giá đó với bà nội ơi, mua lẹ đi mấy chị, bữa nay nghỉ mà bữa nay bán mai nghỉ rồi. Mốt đi làm đĩ luôn mấy chị. Áo 208 sale còn 201 mấy chị ơi. 85-100 kg. Rồi mặc với lại quần sọt, quần giáo quần là hơi bị đẹp luôn. 100.000 rồi. Rồi comment giùm em beo của Nguyễn Hạnh. Ôi đồ má beo của chị Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh nào đây? Áo 100.000 của Thu Huyền Nguyễn nè. Á giờ em nghĩ rồi mà chị vô chị chốt về sao em chốt được không? Chị rồi nè Nguyễn Hạnh 100.000. Coi thử Nguyễn Hạnh nào nha, bên Facebook Quý Hiền á. Áo này sale còn 201. Chị nào chốt áo 100 kg chốt giùm em. 201. Tiếp tục áo 208 sale 201 nè. 208 sale 201 mã số 2. Nguyễn Hạnh nào đây, inbox cho em Nguyễn Hạnh nha. 85 tới 100 kg form gió quần 208 sale còn 201 hơi bị đẹp luôn. 208 sale 201. Rồi hơn Nguyễn hồi nãy xả bill đi. Rồi còn hai cái áo quần sao 85 tới 100 kg. Hai áo quần sao 85 tới 100 kg. Bà lấy gì vậy? Hai cái quần. Má mặt mệt gì đó chứ. Đây, 85 tới 100 kg áo quần sao. Comment giùm em áo quần sao nè, còn hai cái quần nè mấy chị ơi. Chị nào chưa chốt quần sọt chốt giùm em nha. Hai cái 150. Má bán lòi lê luôn, vô chốt xong bỏ đi. Mắc mệt. Rồi mấy áo này tuyệt vời luôn. Đây còn được ba cái quần sọt mấy chị. Size nói chung là size 85 kg mà cũng được vải đã. Đây. Rất là đã, quần sọt lên nha, hai cái 150. Hai cái 150 quý chị ơi, hai cái 150. Hai cái 150 nè. Chị nào chưa chốt thì chốt giùm cho em nha. Áo ngôi sao còn hai cái. Rồi mấy chị không lấy mấy áo này đúng không? Rồi cái lùng nó sẽ cất lên trên kia. Không, size này size rộng sao chị bán? Nguyễn Trang Trang, hai cái quần linh chị ơi, còn ba cái thì lấy giùm em cái chị Trang ơi. Nguyễn Trang Trang Gò Vấp nè, ba cái 150 với lại 80. Bỏ trên kia, bỏ trên cùng nè, kêu ba bỏ giùm trên cùng nè. Nè Nguyễn Trang Trang Gò Vấp nè anh ơi. Nguyễn Trang Trang Gò Vấp 3 cái 23. Còn 3 cái hết chị. Rồi tiếp tục. Giờ em lên ba quần này xong em nghỉ nè. Khách lấy rồi vụi vụi đi. Còn một hộp của em 21 giùm luôn thôi. Còn hộp của em cháy tỏi chị nào hốt hốt giùm em anh ơi. Bao xuống luôn đi anh. Đó sát bên á. Đưa hết cái bao quần tay xuống đây em xem hết luôn anh nghĩ. Chút nữa đầm phân xu dưới 85-87 kg, 60-85 kg em sẽ sale cho mấy chị 220, sale cho mấy chị còn 120, còn mấy cái. Rồi bây giờ lên quần nha. Lên quần mấy chị nè. Coi giùm em phân quần nha mấy chị. Coi giùm em phân quần tay nè, hơi bị sướng. Rồi bây giờ sẽ bán cho mấy chị nè, bán khủng luôn. Đây mấy chị.
cái nào dưới 80 kg cũng vừa, 40 dưới 80, 82 kg cũng vừa nha. Rồi 250 xeo còn 150 ngàn cho đi hết hàng. 250 xeo hả? Em đưa lên đó mẹ, em đưa lên đó. 250 xeo còn 150. 250 xeo còn 150 nha mấy chị nha. Heo, Ngọc Phi Trần. Lấy còn hộp của heo lấy cho chị Ngọc Phi Trần, chị Ngọc Phi Trần lấy giùm. Quần này là dưới 73 kg, 73, 74, 75 kg nè. Comment giùm em quần kèm là chiều cao cao kèm cân nặng lên nha. Rồi xeo luôn nha mấy chị. 250 xeo còn 150 cho hết quần. Ha. Cô heo khách lấy rồi. Quần tây của Hồng nè mấy chị ơi, chốt nhiều nhiều lên nha. Quần tây của Nhi Phan một cái nè. Quần tây của Nhi Phan một cái. Nhi Phan 150. Chốt nhiều nhiều lên mấy chị ơi. Comment giùm em quần tây nha. Em còn cái quần legging là 70 ngàn, chị nào dưới 77 kg chốt giùm em. Nhi Phan 150 chốt đơn. Chốt đơn Nhi Phan nha. Nhi Phan của lộn chị Chi Nguyễn quần 150 nè. Bây giờ cùng mới lên nữa. Chi Nguyễn quận 950 nè. Chị Hồng Hòn Thế 150 nè. Hồng Hòn Thế 150 ngàn của Hồng Hòn Thế nè. Hồng Hòn Thế chốt đơn. Bây giờ nó cùng lên rồi đó. Giống như với chị Minh Xu Hồng nè. Còn một cái của chị Minh Xu Hồng nè. Nè Minh Xu Hồng hai cái. Chốt cái thằng cha mà chị chốt. Minh Xu Hồng. Kìa lục kẹo bông gòn chốt 150 ngàn của kẹo bông gòn. Bây giờ sau á Ren Nguyễn, Ren Nguyễn một 150 ngàn của Ren Nguyễn. 100 kg mà không có vừa chị Phạm Trần. 150 ngàn của Phạm Trần. Tôi bán cho dãnh tháng luôn. Trí Lê 150 ngàn của Trí Lê. Ủa nãy giờ ta lấy quần tay cho Nguyễn Hạnh chưa vậy? Nguyễn Hạnh Vũng Tàu chưa vậy? Hả? Nguyễn Hành Vũng Tàu 150 lấy rồi hả? Rồi bỏ vô Nguyễn Hành Vũng Tàu cái quần tay nữa nè, 150 ngàn. Rồi hết rồi mấy chị, bán tới đâu hết tới đó vậy đi, lỗ cho nó dĩnh háo luôn nhưng mà hàng nó sạch. Hết rồi bà nội Thí An ơi. Hết mấy chị, quần này vải đẹp lắm. Ở trong đó hết quần này chưa anh? Anh nhìn giùm em cái hả? Coi tụi có rụng rờ cái nào lại không anh? Không phải là nè. Gì vậy anh? Còn gì nữa vậy? Quần gì vậy bé? Dỡ cái dung lên. Quá trời. Trời ơi. Mẹ ơi. Ba giấu quá nha. Bắt từ mày á. Giấu gì mà quá trời luôn à. Trời ơi, quần size 11 chứ dưới 73-74 kg mà nó còn một người nè mấy chị. Giống nãy giờ nè, coi nè, trời ơi, coi nè. Rau chốt giùm em ơi, dưới 73 kg. Hai quần 100 ngàn, hai quần 150 ngàn. Trời ơi, hát ngơ á. Rồi hồi nãy ai chốt hai quần nè? Của chị Vũ Duyên. Vũ Duyên hai quần để kiếm size Vũ Duyên nè. Dạ trời, còn quần tay nha, còn quần tay. Chị nào chưa nè, Vũ Duyên hai quần. Vũ Duyên ơi, inbox cho chị kèm số điện thoại. Hai quần 150 ngàn, bây giờ còn size 11 không? Bây giờ quần này còn hai, còn size 11 thôi nha. Bộ dây toàn là bộ nào chứ? Vũ Duyên ơi, inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Ok Nguyễn Thu Hương. Nguyễn Thu Hương hai quần nè con ơi. Hai quần của Nguyễn Thu Hương Hà Nội. Quần này đẹp lắm, quần này cực kỳ đẹp. Hai quần của Nguyễn Thu Hương Hà Nội nè. Chị nào chưa chốt quần tây đâu mất mẹ rồi. Chị Thảo Châu nè, Yên Tân nè. Chị Thảo Châu Gò Vấp một quần 150 nè.
Nghe mấy bà nội, tôi còn một cái quần lửng nè, đẹp không? Cái quần này là quần lửng nha, nhưng mà quần này size đại. Còn có một cái 85 dưới 85kg nè, chị nào chốt quần lửng bán luôn nha mấy chị, comment giùm em rửng lửng 150. Ủa dư inbox địa chỉ số điện thoại. Gì anh? Bộ đồ 2 dây thun lưới đó chị. Bộ đồ 2 dây thun lưới là bộ nào chị? Bộ ngủ hả chị Tuyết Mai Phạm? Bộ ngủ em sắc sạch sẽ rồi. Vũ Duyên ơi, mày vô trong tin nhắn mày vô giùm chị ngón tay lên cái Vũ Duyên. Còn đúng một cái quần lửng size dưới 85kg, hơi bị đẹp luôn. Chị nào từ 73 tới 85kg chốt cái quần này, mấy chị coi quần bên nhà tôi nè. Nè, kéo lớp từ đây tới bến Cà Mau tới Cà Mau vô lộ được chị. Gì vậy? Nãy Dung Lâm chốt một cái, còn cái Dung Lâm đến chốt thêm cái nữa. Nó là cái quần này 85kg, nãy giờ nói 2-3 lần rồi mà. Rồi tự nhiên cái tồn lại ba cái quần sọt ác dễ sọ thiệt chứ. Ác tàn canh giá lạnh hoài phải không? Ở trên kia là zoom với cái gì anh? Cái dưới cái zoom đen này là cái màu đen đen là cái gì anh? Dưới cái đó, trên cùng. Trên cùng. Cái chỗ cái trên cùng ngay tay trái anh để là đen đen hay là cái gì? Rồi. Quần lửng của Chi Nguyễn quận 9 nè. Rồi 150 của chị Chi Nguyễn quận 9 luôn. Rồi đưa mấy cái xếp đó vô đi anh ơi. Rồi chắc cái dâm lại đàng hoàng mai mốt lạnh xem được. Sao anh đưa cái quần vô miếng này vậy? Đưa cái quần này cắt cái này luôn nha. Ông Liêm gì cái quần đó ông cầm táo cầm luôn miếng chị đây. Rồi chắc cái dâm lại đàng hoàng vô một chồng cho em đi. Nó anh Tư là gì cũng gọn gàng. Không có anh Tư là coi như hai cha con ông mắc mệt luôn á. Ba thích cái quần đó cái gì? Cái gì ba mày thích cái quần đó nữa hả? Cái này nè, bỏ vô một chồng cho em lấy công thun một lại. Nè em còn hai bộ đây nè mấy chị. Thôi bây giờ đừng nói em lấy ra nữa anh ơi. Mệt lắm. Ủa gì, tính ra là gì tự kêu lấy nữa. Bộ này là chị nào mà 65-67kg là hút vừa xay nha. Mấy chị ơi vừa sát. Vừa sát này 250, bữa nay sale cho mấy chị còn 170.000. 170.000 nha. Cái quần nó giống như quần legging đó mấy chị, cho nên là mấy chị thấy nó sẽ nhỏ. Ok Vũ Duyên đây. Bộ này chị nào khoảng cỡ từ 60 tới 67kg hút. Bộ vừa sát sale còn 170.000, còn hai bộ. Bộ này là 250-270, sale còn có 170, làm ơn hút giùm tôi cái cho gọn cho lẹ đi. Một là bà Anh Nguyễn Kiên Giang, hai là bà bạn gì đó bà Bùi Yến Ly. Rồi còn hai bộ này hai má hút giùm con cho hết đi. Hút lẹ đi mấy mẹ ơi. Rồi còn cái áo đây nè, sale luôn. Còn cái áo chị neo đỏ sale luôn mấy chị. Sale luôn hết luôn. Nếu trưa mai còn bán sale tiếp. Rồi áo này là 260, bây giờ sale cho mấy chị còn. Thôi cởi mẹ nó đi bán luôn 160 dưới 80kg. Nếu mà chị nào mà khinh đời không thèm lớn á, anh Nguyễn Kiên Giang một bộ nè. Anh Nguyễn Kiên Giang một bộ 170. Thu Huyền Nguyễn một bộ 170. Áo này là hàng Quảng Châu nha mấy chị, là đính đá hết ha. Nếu chị nào cao cao thì thành farm áo giáo quần. Nếu chị nào lùng lùng khinh đầu không thèm lớn thì thành đầm. Ok. Rồi sale 160.000 luôn. Áo đỏ. Comment giùm em đỏ 160.000 đỏ. Comment giùm em đỏ 160.000 luôn cho hết hàng. Hết lấy rồi Yên Trình ơi. Hết rồi. 170.000 áo đỏ. Rồi bây giờ còn mấy cái đầm. Mấy cái đầm con tuông nè. Đây. Còn mấy cái đầm phơm suông size từ 60-65 tới 85kg. Trời ơi vải cô tông 100% hơi bị xét. Ở bên đây nó thành màu nâu bò, nhưng mà đúng cái màu bên livestream mà nít Võ Thị Yên nó mới đúng màu. Còn bên đây nó nâu bò hơi sáng ha. Rồi lên cho em nè mấy chị nha. Nâu bò. Đỏ đô. Ồ, đỏ đô còn gì màu bữa chị cái hỏi nó hết. Rồi hồng ruốc. Và còn một màu cuối cùng là màu cam đất. Rồi chị đang chốt đầm. Đầm này mấy chị yêu ơi, đầm này dài quá gối nha. Đầm phơm suông này dài quá gối. Đầm này là 220.
Bây giờ sale cho mấy chị còn 120 ngàn còn mấy cái thôi. Mấy chị có chốt thì chốt giùm em, còn không có thì em cắt em bị. Xong, xong ngày hôm nay. Xong ngày hôm nay nha mấy chị nha. Chưa xong đâu. Chị nào chưa mua mặt nạ thì mua giùm cho em mặt nạ Hàn Quốc nha. Cam đất của anh Nguyễn à. Cam đất của anh Nguyễn Kiên Giang. Mấy chị ơi, nạ đây là 199 ngàn. Cam đất hết rồi chị Phủ Dương ơi. 120. Nạ đây là nạ của Hàn Quốc. Minsu. Nâu bò và đỏ đô của Minsu. Nè chị Minsu hai đầm nè 240. Đầm này mặc cực kỳ đẹp. Hết đỏ đô bây giờ chỉ còn bò với hồng ruốc thôi. Minsu hai cái 240. 120 nè. Một hộp nè 199 ngàn và trong cái live stream ngày hôm nay em sẽ bán cho mấy chị 130 ngàn nè. Nè Hàn Quốc hàng nhập khẩu nha mấy chị. Một cái hộp nó rất là đẹp. Đây 190 và trong ngày hôm nay em sẽ bán nè cho mấy chị với giá 130 ngàn. Và em chỉ luôn cách hướng dẫn cho mấy chị bò của Củ Dương. Chị Củ Dương bò 120 nè, còn đúng hai cái hồng ruốc. Một hộp của nó là tổng cộng 5 gói. Cái mùa này ở nhà rảnh làm gì dưỡng da mặt. Nói chung là mấy chị đắp nạ là mấy chị không còn dưỡng da phải một tháng. Em nói thật sự. Trong một cái bịch này khi mấy chị bỏ trong cái tủ mát á, tối tắm rửa sạch sẽ xong lên nằm dãnh háng, mặt mới quạt khô, pho háng mà khô, xong rồi đắp lên. Còn đúng hai cái hồng ruốc thôi. Xong rồi mấy chị biết sao không? Đắp lên mấy chị để dành cái bì này lại nha, dựng cái bì đó. Một hồi đắp nửa tiếng 45 phút, mấy chị tháo ra, bỏ vô lại cái bì. Tại vì trong này nó có rất là nhiều dưỡng chất để tốt cho da mặt. Và bên em chỉ bán hàng của nhập khẩu Hàn Quốc nha. Bây giờ qua hết đợt này đi lấy hàng nó cũng khó nữa. Một bịch nó là 199 ngàn mà sale cho mấy chị còn 130 ngày hôm nay nha mấy chị nha. Trong đợt này một bịch đã 5 bịch, có thể mấy chị dùng 10 tới 15 ngày. Nhớ giùm em, bỏ trong tủ mát, khi đắp lên cho nó sướng cái mặt. Nhưng mà trong cái mặt nạ thì nó rất là nhiều dưỡng chất qua cái lông này. Rất là nhiều dưỡng chất nha. Rồi nhớ cho em xí xí còn một cái đầm hồng nữa nha mấy con. Xí xí còn đầm hồng ruốc thì mua bán cho mua giùm nó đi mấy chị, để nó có gì nó đắp mặt nạ nó mà nghe được dưỡng là nó phiền lắm. Em không có cho nó dùng đó. Hàn Quốc đàng hoàng nha mấy chị. Hàn Quốc đàng hoàng, Hàn Quốc hoặc là Hàn Quốc gì cũng được. Mấy chị muốn cái hàng gì là nó có cái hàng đó. Đúng rồi, cho nên là nhiều người người ta dưỡng xong, ví dụ như người ta đắp xong người ta quăng. Còn không, chị không có quăng anh. Thật sự luôn, không quăng. Để đó, cho chị Chi ơi, mua đi chị. Cỡ tuổi chị là dùng cái hàng của nhà hàng nhập khẩu của Hàn Quốc rất là đã. Chi Nguyễn Quận 9 một hộp, chị đầu tư cho chị hai hộp đi. Em nói thật sự luôn á nè. Chị thấy dùng hàng của Hàn Quốc không, từ mẫu mã tới chất lượng tới thương hiệu, nó làm rất là ok. Tại vì thằng Win này nó xây dựng theo thương hiệu của Ô Vui. Rồi Vũ Duyên một bịch 130, Chi Nguyễn Muộn 9 130. Nó xây dựng theo thương hiệu Ô Vui đó mấy chị, cho nên là nó cực kỳ chất lượng. Nó từ kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem body, nói chung về mọi thứ nó đều đẹp. Nó đều đẹp và ok. Rồi ai nữa gì? Vũ Duyên, nãy Vũ Duyên có bill á nha mấy chị nha. Nói chung là mọi thứ của thằng này nó ok lắm, nó toàn diện lắm. Thằng Win này nè, má còn cái đầm này tặng nè. Chị nào 90kg tặng cái đầm này, không có tặng, bán 10 ngàn. Da nhạy cảm càng nên dùng. Hàng của Hàn Quốc là da nhạy cảm càng nên dùng nha Ái Quốc. Bán cái đầm này 90kg 10 ngàn. Để lấy lại tiền ấy á mấy chị. Đầm này mấy chị để dành đi ăn tiệc ha. Nè lấy cho chị Chi Nguyễn Quận 9 một hộp. Chị Ngọc Thu một hộp. Xài sướng lắm. Kem chống nắng xài, kem chống nắng là hơi bị thích. Kem nè, em không có bán đúng giá đâu mấy chị, em chả bán đúng. Thu nè, Vũ Duyên nè, Chi Nguyễn. Anh ơi đọc nè anh nè. Anh này em đọc nè. Chi Nguyễn có chưa? Rồi. Ngọc Thu có chưa? Rồi. Ngọc Thu một hộp chưa? Rồi. Ren Nguyễn một hộp. Ủa cho là Vũ Duyên. Từ từ. Vũ Duyên cũng có một hộp, lấy rồi. Nhiều ra con. Rồi. Ren Nguyễn một hộp. Rồi cái đầm 10 ngàn của anh Nguyễn Kiên Giang nè. Ai nữa quên mất mẹ. Ren Nguyễn chưa? Rồi bên này Vũ Duyên một hộp con. Vũ Duyên có rồi. Rồi chị Nguyễn Hạnh Vũng Tàu một hộp. Rồi Nguyễn Hạnh. Hả?
Không, cái này mà mấy chị là nên dùng khỏi còn dưỡng, nếu mà làm biến khỏi còn dưỡng. Nhưng mà khi mấy chị tắm rửa xong lên đắp nó nằm coi điện thoại tí xíu, mát da mặt lắm, cực kỳ mát. Ờ, comment hai bên nhưng mà giờ cách lấy rồi thì tiếp. Tiếp gì nữa bà nội? Hết rồi hả? Ừ, chào tạm biệt ngày mai. Biết ngày mai có được bán không? Bé ơi, nè, cái bao này con kêu ba sắp lên trên cùng giùm đi. Không có bác Tư là con nó lộn lộn quá lắm. Nè, 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 cái chỗ dung kia mà ba mày dàn hết một cái khu luôn kìa, con thấy không? Mày thấy ba mày không? Còn có bác Tư là bác Tư chồng đúng một chồng luôn. Còn ba mày vàng giống như là coi như thổ địa của buôn làng vậy á. Ba, vàng lại ba. Mày mặc cũng không vừa. Mày mặc cũng không vừa. Tao mặc cái size đó tao còn ôm mà mày mặc cũng không vừa. Mai đi ren, nếu mai còn cha lai chị buông sọt ren ra nha. Rồi chào mấy chị nha. Cho chị Thảo Châu một hộp con ơi. Nhớ để trong tủ mát nha mấy chị. Chị Thảo Châu gà vấp một hộp. Dạ rồi, mấy chị mai gặp lại nha mấy chị nha. Rồi chào mấy chị nè.